Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đại Đức Phật Ca. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Chào sư Nhật Quỳnh, sư Phùng Nhật, sư Tâm Phương, sư Trang Thư, sư Kim Nhung, sư Mita, sư Phi Lâm, sư Thiện Vũ. Mến chào Karuna. Mến chào Thanh Tâm. Xin chào Sĩ Duyên, Sĩ Diệu Minh. Hôm nay ngày đầu tuần, trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tăng Araha Di Cô Na Sang Yo Tăng Bồ Đăng Sư Lạc Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bồ Đăng Ni Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Cô Chết Gia Mi Thông Nhân Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Chánh Tư Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Câu Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu Phật Thượng Phu Điều Ngự Đổ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Thần Giác Thế Tôn trong đời Tăng Xoa Khai Ta Đi Quân Lạc Thắng Vô Tăng Thâm Măng Sư Lạc Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Thâm Măng Y Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phị Phu Chết Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Khéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Phật Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Na Đệ Ngộ Pháp Nhân Liệu Tường Đạo Vô Thường Đến Rồi Thấy Rõ Hướng Thường Tâm Thoát Ngộ Vọng Trần Chỉ nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc, pháp âm nhiệm màu. Tăng sân khai tai, đi cô nạc sân vô tăng sân khăn, sẽ là xa nam ma vi tăng, cha sân tăng ni mê, hi sắc ca rê, hi a phi cô. Chế gia mi, bậc diệu hạnh, thinh văn thích tử, bậc trực hạnh, pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh, dưới tòa, thế tôn. Thành đạo quả bốn đôi tấm chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian ra thành a ta giá sa quan đa mỹ do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tâm bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Nam mô Buddhaya. Chúng tôi đang thắc mắc có một người gửi cho chúng tôi 2 triệu cái tiền này hỗ trợ trong cái việc chân y. Nhưng mà cái tên này thì chúng tôi không biết cái người gửi này là cái vị nào trong đạo tràng. Chính vì vậy mà muốn tri ân thì cũng không biết rằng với cái nickname của quý vị với cái tên này thì quý vị có thể cho chúng tôi biết cụ thể ha. Tức là chúng tôi đã nhận nơi công ty kiều hối Đông Á tên là tiếng Việt không có dấu là cô Nhi Ma ha. Hay là cổ hay là thế nào đó thì mong quý vị hoan hỷ ha cho chúng tôi biết để chúng tôi đưa vào danh sách bởi vì bất cứ một cái vấn đề gì cũng có nguyên nhân và trong Phật giáo của chúng ta cũng vậy nguyên nhân và kết quả nhưng mà không biết cái vị này là vị nào để chúng tôi ghi vô danh sách trong thời gian nửa tiếng còn lại chúng tôi xin trình bày với thời gian ngắn này về 28 vị Phật chúng ta hay đọc cái bài Sambuddhe Sambuddhagatha tức là lễ bái chư Phật trong cái phần lễ bái chư Phật thì cái đoạn đầu
Sambuthe Atthavi San Chadwa Dasan Jasahasake. Tức là con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri ha. Rồi cái đoạn sau á là Tê san tham minh cha san khanh cha a đa re na nam ma bi hằng nam ma ca ra du pha we na hành tòa sắp về upat đa we ane ca an ta ra ya phi vi nát san tu a se sa tu. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy, do sự lễ bái cúng dường xin nhờ qua lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại hãy đều diệt tâm. Với cái đoạn này thì chúng ta thấy con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Vậy thì ở đây 28 vị chánh biến tri, 28 vị đó là những vị nào mà chúng ta phải lễ bái cúng dường? Kính thưa quý vị, một vị Bồ Tát thì phải qua hai trường hợp, tức là bất định Bồ Tát và xác định Bồ Tát. Bất định Bồ Tát tức là một vị Bồ Tát khi có một niềm tin hướng về bờ giác để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này phải bảy A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, rồi chín A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, tức là phát nguyện trong tâm và phát nguyện ra lời 16 A Tăng Kỳ. Khi mà cơ duyên đầy đủ thì có một cái vị toàn giác sẽ thọ ký cho biết còn bao nhiêu A Tăng Kỳ nữa sẽ trở thành một vị toàn giác có tên là gì. Thì ở đây trong thời kỳ của Đức Phật Dibbāṅkhārā cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đời kiếp, thì cái vị toàn giác Dibbāṅkhārā vị này đã thọ ký cho Đức Bồ Tát Sumedha, một cái vị mà đạo sĩ Sumedha có thần thông đắc thiền. Vị này được Đức Phật Dibbāṅkhārā thọ ký và cho biết rằng còn 4 A Tăng Kỳ trong ngàn đời kiếp nữa, khi cái vị Bồ Tát này đã bố thí một cách rất là mãnh liệt, tức là bố thí luôn cả cái thân xác mình để làm một cây cầu, để làm một viên gạch, để Đức Phật Dibbāṅkhārā bước lên trên thân hình của mình đi qua cái vũng sình. Tức là cái trường hợp phi hữu thế này, Đức vua và dân chúng đương làm đường để cung thỉnh Đức Phật Dibbāṅkhārā về thành phố. Thì khi mà đương tạo thiện sự như vậy, đương làm con đường trang hoàng cho sạch sẽ, thì chính Đức Bồ Tát Sumedha, vị đạo sĩ này có thần thông, bay xè ngang qua và thấy cái thiện sự mà coi như là dân chúng đang làm. Vị Bồ Tát này hoan hỷ qua, cũng xuống xin một phần công đức. Thì dân chúng mới thấy rằng vị đạo sĩ này có thần thông, nên lên giao một đoạn đường khó sình lầy. Và Đức Bồ Tát Sumedha này mới nghĩ rằng bây giờ sử dụng thần thông thì trong chốc lát chỗ này sẽ đẹp ngay. Nhưng mà là như vậy thì không đổ mồ hôi, không đổ nước mắt, không đổ công sức, thì cái phước nó ít lắm. Vị này không sử dụng thần thông, mà với sức lực sẵn có của một người thanh niên ha, Bồ Tát đạo sĩ Sumedha này mới đổ mồ hôi ra để làm cái đoạn đường khó khăn đó. Nhưng mà sức người thì cũng có hạn. Khi mà Đức Phật Dibbāṅkhārā
và Chư Tăng đến thì còn một khoảng nhỏ, một khoảng nhỏ sinh lời làm chưa xong. Và Đức Bồ Tát Xuân Mê Tha mới nằm xuống cái bổn sinh đó, trải cái tọa cụ của mình, nằm xuống cái bổn sinh đó, để Đức Phật và Chư Thánh Tăng bước qua trên thân xác của mình để khỏi bị dính sinh. Do sự cúng dường với cái một cái tính tâm rất là mạnh như vậy, cho nên Đức Phật Vipankara trước khi bước lên cái thân xác của Bồ Tát Xuân Mê Tha thì mới quán coi thiện nam tử này tại sao mà có một cái niềm tin mạnh như vậy, và cái việc làm ngày hôm nay với cái tâm ý như thế nào. Và Ngài đã quán thấy rằng đây là một vị Bồ Tát, đây là một cái vị Phật trong tương lai, và đã thọ ký cho Đức Bồ Tát Xuân Mê Tha. Kể từ bây giờ cho đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, tại thành Kapi La Quá Thú, thành Ca Tỳ La Vệ, cha của người có tên là Xuất Thô Đa Na, mẹ của người có tên là Maha Maya. Người được sanh ra trong hoàng tộc có cái tên là Gotama. Thì khi mà Đức Phật Ngài đã thọ ký cho biết cái thời gian 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp tại thành phố Ca Tỳ La Vệ, cha là Vô Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya, thì khi mà Đức Phật tuyên bố như vậy thì cái vị Bồ Tát này được gọi là Xác Định Bồ Tát, tức là biết rõ cái thời gian mình sẽ trở thành một vị Phật, mình sẽ trở thành một vị Phật. Thì như vậy, một cái vị mà Xác Định Bồ Tát với cái hành trí tuệ như là Đức Phật Gotama thì Ngài phải gặp 28 vị Phật, 27 vị Phật nữa, tức là kể luôn Ngài nữa là 28, Ngài phải gặp 27 vị Phật. Vậy thì 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, trong cái khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ đó thì có 4 vị Phật xuất hiện trên thế gian, Đức Phật là Tăng Hăng Cà Rát, Đức Phật Toàn Giác ha. Vị thứ hai là Mê Thăng Cà Rát, Đức Phật thứ ba Sa Văn Năng Cà Rát, và Đức Phật thứ tư là Đi Băng Cà Rát. Vậy thì trong 4 vị Phật trong thời gian mà 4 A Tăng Kỳ đó, 4 vị Phật xuất hiện trên thế gian, nhưng mà trong 4 vị Phật đó chỉ có một Đức Phật Toàn Giác là Đi Băng Cà Rát đã thọ ký cho Bồ Tát Xuân Mê Tha. Mà Bồ Tát Xuân Mê Tha này chính là tiền thân của Đức Phật Gotama. Và Đức Phật Đi Băng Cà Rát đã thọ ký để cái vị Bồ Tát này từ bất định trở thành Xác Định Bồ Tát, tức là biết được cái thời gian mình sẽ thành một cái vị Toàn Giác trong tương lai, kể từ 4 A Tăng Kỳ. Rồi thời gian 4 A Tăng Kỳ rút ngắn lại còn 3 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì chỉ có một vị Phật xuất hiện trên thế gian. Cái vị Toàn Giác đó tên là Kondanya, tức là trong cái thế gian này có khi xuất hiện 4 vị Toàn Giác, có khi xuất hiện một vị, có khi không có xuất hiện vị nào. Thì khoảng thời gian rút ngắn lại 3 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì chỉ có một cái vị Toàn Giác tên là Kondanya. Rồi rút ngắn lại 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì có 4 vị Toàn Giác xuất hiện trên thế gian. Vị đầu tiên tên là Mangala, vị thứ hai đó là Ngài
Sumana, vị thứ ba tên là Sophita, vị thứ tư tên là Revata. Rồi rút ngắn thời gian nữa là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì có ba vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian. Đó là ngài Anumadasi, vị thứ hai là Paduma, vị thứ ba tên là Narada. Rồi thời gian rút ngắn 100.000 đại kiếp thì chỉ có một vị Phật toàn giác xuất hiện, đó là ngài Padumottara. Rồi 100.000 đại kiếp trôi qua, 30.000 đại kiếp thì có hai vị toàn giác xuất hiện trên thế gian, đó là ngài Sumedha và ngài Suchata. Rồi thời gian rút ngắn lại 1.800 đại kiếp thì có ba vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian. Ba vị Phật toàn giác là ngài Pijanasi, Attharasi, Thammadasi. Rồi 94.000 đại kiếp trong thời gian này thì chỉ có một vị Phật toàn giác xuất hiện, đó là ngài Siddhartha. 92.000 đại kiếp thì có hai vị Phật toàn giác xuất hiện, đó là ngài Tissa và ngài Phusa. 91.000 đại kiếp thì chỉ có một vị toàn giác xuất hiện, đó là Đức Phật Vipassi. Trong thời gian của Đức Phật Vipassi này thì chúng ta biết bà con của Đức Vua Pindisara là những cái người mà hộ độ chư tăng. Rồi trong khi đó thì con cháu coi như đòi khóc la, rồi những cái người hộ độ chư tăng này mới lấy vật thực đó cho con cháu của mình ăn, để rồi bị đọa trong 91.000 đại kiếp đến thời kỳ của Đức Phật Gautama của chúng ta. Đó là câu chuyện những ngà quý đói nó đã thốt lên bốn cái tiếng gọi là đu sa na sô ha. 91.000 đại kiếp mà đến Đức Phật của chúng ta là phải trải qua coi như 1, 2, 3, 4, 5 tới Đức Phật Gautama là Đức Phật thứ 6, trải qua 6 thời kỳ của Đức Phật mới được Đức Vua Pindisara làm phước hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của mình. Rồi 91 đại kiếp ha, thì chỉ có một vị Phật toàn giác, đó là ngài Vipassi ha. Rồi 31.000 đại kiếp thì có hai vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian, đó là Đức Phật Sikhi và Vesapu. 31.000 đại kiếp trôi qua đến cái hiện kiếp này, tức là chúng ta đang tồn tại, đang ngồi ở đây thì chúng ta gặp có 5 vị Phật xuất hiện trên thế gian. Thì cái hiện kiếp này Đức Phật đầu tiên của sanh ta là Tô Na Hàm. Các cô sanh ta là của Lưu Tôn ha. Rồi Vô Na Gáp Mạnh Á, tức là Tôn Na Hàm Mô Ni. Đức Phật thứ ba là Kassapa, ngài Ca Diếp. Đức Phật thứ tư, tức là hiện kiếp này, chính là Đức Phật Vô Tầm Á. Vô Tầm Á. Nhưng mà trong tương lai, cũng trong cái kiếp này, thêm một vị Phật nữa, tức là Mết Tây Gia, tức là Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện trong cái hiện kiếp này. Tức là quả đất của chúng ta có được 5 vị Phật xuất hiện, 5 vị Phật xuất hiện. Vậy thì để tính lại, Đức Phật đầu tiên tức là từ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp cho đến hiện kiếp bây giờ là Đức Phật Gautama của chúng ta phải gặp 27 vị Phật toàn giác.
và tính luôn cả ngày nữa là hành tam. Vị đầu tiên tức là tăng thân kara, vị thứ hai là mê thân kara, vị thứ ba là sa la nan kara, thứ tư là đi băng kara, thứ năm là con đanh nhá, thứ sáu là măng cà lá, số bảy là sumana, số tám là revata, số chín là sophita, số mười là anumadasi, mười một là paduma, 12 là Narada, 13 là Palumuttara, 14 là Sumedha, 15 là Suchata, 16 là Piyadasi, 17 là Athadasi, 18 là Thammadasi, 19 là Sithatha, 20 là Tissa, 21 là Phusa, 22 là Vipassi, 23 là Sikhi, 24 là Vesakhu, 25 là Kakusantha, 26 là Kona Gamana, 27 là Kasapa, và 28 chính là Đức Phật Gotama. Tức là ở trong 4 tân kỳ và 100.000 đời kiếp, khi mà Đức Bồ Tát Sumedha được xác định thì cái vị này phải gặp tất cả là 28 vị Phật. Mà trong 28 vị Phật đó, tức là có cả chính mình luôn, mới tính là 28. Cho nên chúng ta đọc cái bài kinh lễ bái Tam Thế Phật là phải qua 28.000 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị biến tri. Cái gì mà nhiều quá vậy? 500.000 vị chánh biến tri, tức là khi mà chúng ta chưa có phát nguyện ra lời, chưa phát nguyện ra lời. Còn mà khi chúng ta phát nguyện ra lời á, trong cái thời gian bất định á, thì phải qua 12.000 vị chánh biến tri. Khi đã qua 12.000 vị chánh biến tri rồi, được một vị Phật phổ ký như ngài Đi Văn Ca Rá, Đức Phật Nhiên Đăng, thì vị Bồ Tát này phải gặp 28 vị Phật tổ. Thì như vậy đây là cái hành của một cái vị thực hành về trí tuệ, tức là Bồ Tát có ba hạng ha: Bồ Tát về trí tuệ, Bồ Tát về đức tin, Bồ Tát về tinh tấn. Thì chúng ta thấy rằng trở thành một vị Phật là cả một vấn đề, cả một vấn đề, chứ không phải là phải dễ lắm. Như người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời ha, tu một kiếp là thành Phật. Cái chuyện đó họ nói xạo, cho nên làm gì có cái chuyện mà tu một kiếp là thành Phật liền. Thấy trầy da tóc trải con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri này, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Thì 28 vị chánh tri biến tri thì chúng ta tính từ 4 tân kỳ và 100.000 đời kiếp. Khi mà được thọ ký, mới có một cái thời gian xác định trong 3 tân kỳ, trong 1 tân kỳ. Thì thời gian mà 3 tân kỳ 100.000 đại kiếp á, thì chúng ta thấy chỉ có một vị Phật xuất hiện trên thế gian, đó là ngài Con Đanh Nhã. Hoặc là 91.000 đại kiếp á, thì có một vị Phật toàn giác xuất hiện, đó là ngài Vipassi. Cũng có những cái trường hợp mà 3 vị toàn giác xuất hiện, tức là hết giáo pháp vị này xong, trải qua thời gian không có Phật pháp rồi tiếp theo, chứ không phải là 3 vị hoặc là 4 vị xuất hiện liền một lúc. Cái chuyện đó không có nè. Ví dụ trong cái hiền kiếp của chúng ta này, tại sao gọi là hiền? Hiền tức là tốt đẹp, tức là những cái thiện sự nó trổ đúng một cái thời gian mà 5 vị Phật xuất hiện. 5 vị Phật xuất hiện, tức là Đức Phật Kakusantha là đầu tiên ha. Khi hết ngài xuất hiện xong rồi, hết giáo pháp của ngài rồi, đến Đức Phật Gona Gamana
À, rồi hết Đức Phật của Gonagamana thì đến Đức Phật Kassapa, và hết cái giáo pháp của Đức Phật Kassapa thì đến cái giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama để lại cái giáo pháp 5.000 năm, à, 5.000 năm. Thì khi nào hết cái nhiệm kỳ này, trải qua thời gian không Phật pháp, thì Đức Phật mới tỳ giá mới xuất hiện. Chứ không phải trong một cái hiền kiếp này năm vị toàn giác cùng xuất hiện một lúc, không có nghe. À, một cái điều hy hữu là một vị Phật tổ xuất hiện trên thế gian này chỉ đơn độc một mình. Bởi vì cái hành nguyện của Ngài trước tiên là tự mình giác ngộ và đem sự giác ngộ này đến cho bà con quyến thuộc của mình. Và kế đó nữa là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. À, cho nên cái hành nguyện này gọi là tự giác và giác tha. Tự giác và giác tha. À, thì với cái đức độ, với sự tu tập, với ba la mật của Ngài tròn đủ, à, về 30 pháp ba la mật, thì không có một cái vấn đề tại tha. Tức là không có một cái vị nào hỗ trợ cho Ngài. Bởi vì chính Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, à, và Ngài đem cái sự thật này để tế độ những người hữu duyên nên tế độ, với cái hồng danh là sát Purisat Hồng Massa và Thí, tức là những người nào hữu duyên có những ba la mật mà đã tròn đủ để chín mùi thì gặp Đức Phật toàn giác của chúng ta, thì Ngài sẽ tế độ cho những người đó trở về vĩnh giác. Còn nếu mà chúng ta không tạo những cái thiện sự, những phước báo, những ba la mật, thì gặp một vị toàn giác cũng giống như năm người đến nghe pháp nơi Đức Phật, nhưng mà người thì run cây, người thì nhìn trời nhìn đất, người thì giấy vẽ trên mặt đất, người thì ngồi ngủ gục. Chỉ có một người lắng nghe. Cái người lắng nghe đó là người đã hội đủ những nhân duyên để Đức Phật tế độ. Còn chúng ta không hội đủ nhân duyên gặp Đức Phật cũng như không thôi. À, gặp Đức Phật, à, chẳng qua chúng ta nhìn cái hảo tướng của Ngài và chẳng có được cái gì hết. Cho nên trong sự tu tập của chúng ta phải tạo những cái thiện sự, để rồi khi mà cơ duyên chín mùi thì Đức Phật chỉ cần đưa tay ngoắc lại, tức là hãy lại đây thực hành phẩm hạnh để chấm dứt khổ đau. Thì chính lúc đó chúng ta là những thí chủ của lễ dân y, à, chúng ta sẽ biến thành, à, một người như đã từng tu tập 60 năm hoặc là 100 năm, tức là y bác phát sanh do thần thông. À, thời gian không còn bao nhiêu, à, xin hỏi lại trong đạo tràng ai có cái tên là Cô Nhi Ma hả? Cô Nhi Ma, để chúng tôi biết, à, ghi vào danh sách để có một cái sự tri ân quý vị đã hỗ trợ chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không biết vị nào trong cái nickname nào ở trong đạo tràng đã gửi cho chúng tôi như vậy. À, bây giờ thì huynh Pháp Hữu đã đến với Pháp Hội, à, thời gian nửa tiếng, à, chúng tôi trình bày về 28 vị Phật. Có gì sơ sót thì mong quý vị quan hệ. À, rồi bây giờ xin mời, à, vị nào hoan hỷ thỉnh giảng sư để chúng ta được nghe huynh Pháp Hữu trình bày. Alo. Ai đưa tay lên đi. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy về tam thế Phật cho chúng con nghe, và rất là hân hỷ. Dạ, cảm ơn
Kinh Pháp Hữu Chi Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Tâm Phương Tốn Mất Tiêu rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thịnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tàn mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Ba thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh Pháp Hữu Từ Bi lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. 18 lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một pháp được an vui tiếng bác. Dạ, kính mời huynh. Dạ, cảm ơn sinh Nhật Quỳnh, con kính lễ sự trí đức. Kính lễ quý sư Thủ Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị. Để trước khi bắt đầu buổi chia sẻ Phật Pháp đàm luận ngày hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadeyami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassami. Đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý chư Tổng Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục trình bày một chương trong cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết, những lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy của Ngài Tỳ Khưu Anālayo, chương 18, nói về lời khuyên về những chăm sóc giảm nhẹ. Chăm sóc giảm nhẹ ở đây tức là palliative care, tức là để chăm sóc những người sắp chết, những người gần qua đời, thì mình có chăm sóc như thế nào, mình có những cái lời khuyên như thế nào. Và nếu mà các anh chị còn nhớ thì cái cuốn sách này của Ngài Tỳ Khưu Anālayo soạn ra gồm có 24 chương, như chúng tôi có tóm tắt lại trong cái biểu đồ, cái hình thứ nhất mà chúng tôi mới vừa đưa cái link ra. Thì có 24 chương Ngài chia ra làm hai phần. 12 chương đầu nói về bệnh, từ chương 1 đến chương 12 làm sao chúng ta đối diện với cái bệnh. Và từ chương 13 đến chương 24 là nói về những lời dạy của Đức Phật về cái chết, những lúc gần chết cận tử. Đức Phật và đại đệ tử Chư Tăng, đại đệ tử của Ngài trong thời đó có những lời khuyên như thế nào trong những cái tình huống khác nhau. Và cuối cùng thì có chương kết luận và các hướng dẫn hành thiền. Chương kết luận này thì chúng tôi có trích ra thành một tập sách mỏng và in ấn tống phổ biến ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, lấy tựa đề là 10 pháp quán tưởng. Bởi vì những hướng dẫn hành thiền ở trong chương đó, chương cuối cùng đó, là Ngài Anālayo dựa theo bài kinh Virmananda của Tạng Kinh Nikaya, và đồng thời cũng có một cái bản tương đương trong kho tàng Phật giáo Tây Tạng, không có trong kho tàng của Hán Tạng, nhưng mà có được một cái bản tương đương ở trong kho tàng của Phật giáo Tây Tạng về bài kinh Virmananda. Trong đó thì có Đức Phật có hướng dẫn có 10 pháp quán tưởng, tương đối là tóm tắt lại những cái pháp quán niệm cần thiết mà chúng ta cần phải quen thuộc, và đồng thời dùng để chẳng những để cho khuyên những cái người thân, những người bạn đạo của mình cũng phải tập từ ngay từ bây giờ, mình tập cho làm quen. Rồi có thể là mình theo cái hoàn cảnh hoặc là cái khả năng của mình, cái tình huống, cái tình trạng bệnh tật của mình, thì mình có thấy pháp này pháp kia, nhưng mà ít ra mình làm quen cái này, mình làm quen 10 pháp. Nhất là cái pháp thứ 10, pháp thứ 10 tức là quán hơi thở. Chúng ta thấy cái bài quán hơi thở Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh, xuyên suốt trong kinh Tạng. Và ngay cả trong cái thời đại ngày hôm nay, nếu chúng ta đi dự những khóa thiền thì thiền sư có thể có những cái pháp hành có những khuynh hướng khác nhau, nhưng tụ trung lại căn bản chung là hơi thở. Đó là cái pháp đầu tiên mà thiền sư thường hướng dẫn, mà chúng tôi cũng đã học được qua nhiều vị khác nhau. Và mình thấy rõ ràng như vậy, mình chỉ có cái hơi thở thôi. Mình không có hơi thở là mình chết, mình chỉ đơn giản vậy thôi. Thành thử ra mình phải làm sao dùng cái hơi thở đó, có cái ý thức về cái hơi thở đó và trân quý. Và trong bài kinh quán niệm hơi thở mà chúng tôi có trình bày nhiều lần, nếu mà mình chỉ nắm cái pháp đó mà mình thực hành xuyên suốt thì cũng đưa đến giải thoát giác ngộ, hoặc là có thể đưa đến, nếu mình phước duyên chưa tròn đủ thì cũng đưa đến tái sanh vào những cái cảnh tốt. Còn nếu không nữa thì nó giúp mình, nó làm như là một cái điểm quy chiếu để mình, nhiều khi cái tâm mình chạy lang thang trong đối diện với nhiều cái diễn biến trong cuộc đời, thì mình, khi mình bấn loạn thì có để giúp mình kéo về, mình trụ về một nơi. Chúng ta thường thấy là có những vị có đeo sâu chuỗi, đeo tràng hạt, rồi niệm Phật này kia, thì cũng là một cái phương pháp tốt để mà nhiếp tâm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình không cần phải đeo sâu chuỗi, không cần phải đeo tràng hạt, mà nếu mình làm quen được với cái hơi thở thì mình dùng cái hơi thở đó là sâu chuỗi, hơi thở đó là tràng hạt, đi đâu mình cũng có, không có sợ mất, không cần phải đeo vào, không sợ bị rơi rớt này kia, lúc nào cũng có hơi thở. Thì mình dùng hơi thở đó để đem tâm mình trở lại ngay bây giờ trong cái thân xác này, tại nơi đây,
nơi mà mình đang ngồi, đang nghe, đang đi, đang làm, đang nói chuyện. Rồi lâu lâu khi mình nói chuyện hay là mình làm cái gì cái mình dừng lại một chút. Đó là chúng ta học được từ ngày thiền sư Nhất Hạnh, thầy Nhất Hạnh. Chứ nếu chúng ta khi mà thầy còn khỏe, chúng ta để ý theo dõi những cái video của ngài thầy mà được phỏng vấn, thầy giảng pháp này kia, cái mình thấy thầy nói chừng chút là thầy ngừng lại yên lặng chừng một giây đồng hồ là thầy tiếp tục nói tiếp. Ngay cái lúc đó là thầy đang nhất tâm về hơi thở, để cho tập trung cái tâm ý lại. Mà thầy cũng thường khuyên các thiền sinh làm như thế. Và điều đó cũng có, cũng một số các vị giảng sư, các vị cao tăng khác cũng làm như vậy. Không có nói liên miên, nói liên tu bất tận, mà các ngài nói chừng chút rồi các ngài ngừng lại. Ngừng lại rồi các ngài lại nói tiếp. Thì cái lúc mà các anh chị mà có đi theo dõi, có để ý, thường thường mình nghe không thì mình không thấy được, nhưng mà khi mình trực tiếp nhìn hoặc là mình nhìn qua video mình thấy rõ ràng. Các ngài nói chút, các ngài ngừng. Thì lúc đó là để theo một cái thở, chỉ một hơi vào hay là hai hơi vào thôi, hai hơi thở, một hơi thở. Mà các anh chị thử tập thì mình thấy cái tự nhiên cái tâm mình an định và mình không có chạy lang thang, mình tập trung lại vào cái đề tài mình muốn nói chuyện. Thì đó, cái hơi thở quan trọng. Và trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở này thì cái phần trong 10 pháp quán tưởng mà trình bày tóm tắt trong cái bài kinh Girimananda thì phần Quán Niệm Hơi Thở là trình bày chi tiết nhất. Và theo chúng tôi là quan trọng nhất, chúng ta phải làm quen. Và chúng ta cũng phải cần phải làm quen chính cái pháp hành kia. Và chính cái pháp quán niệm kia thì cũng là Đức Phật cũng đề cập thường xuyên trong nhiều cái bài kinh khác, rải rác trong nhiều bài kinh khác. Hoặc là những lời Đức khuyên Đức Phật nói về 6 pháp tùy niệm hay là 10 pháp tùy niệm, chúng ta thấy cũng có cái phần đó. Quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, quán về sự nguy hại trong cái thân này, quán từ bỏ, không dính mắc, quán xả ly, quán diệt tận hướng về niết bàn, không tham luyến về trong toàn thế giới, quán các hành là vô thường. Mình thấy nó có nằm xuyên suốt ở trong đó. Thì tùy theo bài kinh này, bài kinh kia, tùy theo cái khả năng hoặc là cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mình nên làm quen trước, làm quen ngay từ bây giờ khi mình còn khỏe, còn trẻ, chứ đừng có đợi tới già, đừng có đợi lúc nước tới trôn mới nhảy. Theo ông bà mình nói trễ rồi, nếu mình không quen tới bây giờ làm những chuyện đó, tới chừng mà gần chết rồi thì dầu cho chư tăng hay là cao tăng thạc đại đức gì tới giảng thì mình cũng không có hiểu, mình cũng không có làm được. Lúc đó là không còn, không có đủ cho hơi sức. Nếu mình làm quen rồi, mình đã quen thuộc rồi thì tới đó, lúc đó chỉ cần có bạn đạo hay là người thân hay là các vị thầy, vị sư tới nhắc là mình làm được. Cái chuyện ai cũng hiểu. Phải làm quen ngay từ bây giờ, phải tập từ bây giờ, tập cho làm quen. Dĩ nhiên là mình nghe để hiểu, hoặc là mình nói, nhưng mà phải làm, phải chịu khó làm, chịu khó. Và cái đó là chỉ có lợi cho mình thôi, chứ không có làm ra, không phải là để trở thành người giảng sư, thiền sư đi dạy người khác này nọ, chứ tăng cái ngã mạn. Không phải như vậy, chúng ta phải đặt ngay cái mục đích ngay từ lúc đầu là mình làm những cái chuyện đó, mình hành thiền, học tập những cái pháp quán niệm đó, làm quen những phương pháp này để cho mình, chứ không phải để cứu giúp người khác hay là để cứu độ người nào hết, không phải để làm Bồ Tát cứu độ chúng sinh gì kia. Phải coi chừng và cẩn thận cái đó. Nhiều khi mình vào đạo rồi mình hay bị những cái tư tưởng đó lôi kéo mình đi sai đường. Chuyện đầu tiên là mình làm cho mình, phải làm quen cho chính mình và nó có ích lợi cho chính mình. Rồi sau đó thì dĩ nhiên sẽ có đem lại ích lợi cho người khác, nhưng mà cái điều quan trọng là ích lợi cho chính mình trước, phải làm cho mình trước, phải làm quen. Nói thì dễ nhưng mà thực hành thì mình thấy khó vô cùng chứ không phải là dễ. Nhất là mình làm liên xuyên suốt đều đặn, không có chảnh mãn. Cái điều cần không phải là mình nóng nảy,
làm cho nhanh, cho đi cho tắt, cái điều đó cũng là một cái nguy hiểm, một cái cạm bẫy cần phải tránh. Mà đi chậm mà chắc, đi từng bước một đều đặn. Dạ, xin lỗi. Anh chị có nghe rõ rõ chưa? Dạ. Và đừng có nóng nảy, bởi vì không thể có kết quả tức thời được. Khi mình đọc kinh sách hay nghe giảng mà thấy một vị này vị kia chỉ hành thiền có một pháp có một ngày, hay đi ông gặp thiền sư lấy cây gậy gõ trên đầu cái là ngộ liền, cái đó là cái chuyện ghi ở trong kinh sách thôi. Những trường hợp rất là đặc biệt cũng có thể có xảy ra, nhưng mà khó lắm. Chỉ là những trường hợp đặc biệt, mình đừng có nhắm những trường hợp đó. Lúc nào mình cũng tưởng là mình cũng có thể làm được, mình chỉ nhìn đến những cái gương đặc biệt, những cái gương thành công thôi. Mà theo cái nhìn thực tế của chúng tôi là mình nên nhìn vào cái gương trung bình, theo cái thống kê như thế nào, đại đa số những người thiền sinh được những gì, làm được gì, thì mình thấy phải từ từ, chậm mà chắc, có cái căn bản cho đúng và có cái định hướng cho đúng. Mình tập để làm gì, để buông bỏ, để mình đừng có sợ, nhất là khi mình đau. Nhưng mấy hôm nay thì chúng tôi cũng đau ghê lắm, cả đêm ngủ không có được. Mình thấy rõ, nếu mình không có ngủ được thì mình không có sợ gì, cũng không có bực. Chấp nhận cái thân nó là như vậy, nó có lúc này lúc khác. Không có cái thuốc tiên nào mà uống một viên thuốc vào là nó hết được liền. Nhất là khi mình lớn tuổi rồi, cũng giống như cái xe nó cũ rồi, xe chạy 60-70 năm rồi. Cái xe thông thường bằng sắt thì chạy có 10 năm là hư. Còn mình cái xe này mình chạy liên tục không ngừng nghỉ. Cái xe thông thường ở nhà mình mua hay mình xài thì chạy một ngày thì khoảng 5, giỏi lắm thì 5-10 tiếng đồng hồ rồi xong cho nó nghỉ. Chứ đâu có phải chạy liên tục đâu, chỉ trừ khi nào mà cái xe taxi thôi. Còn cái xe thông thường mà mình dùng ở nhà thì đâu có chạy liên tục. Vậy mà chừng khoảng 10 năm là đủ là bắt đầu có vấn đề. Trong khi cái bộ máy, cái thân thể này chạy liên tục từ khi nằm trong bụng mẹ ra tới bây giờ không ngừng nghỉ. Những cái tế bào trong đó thay đổi liên tục. Thì như vậy thì mình thấy nó là một cái sự kỳ diệu, một sự phi thường. Nhiều khi mình không để ý, mình tìm kiếm những cái gì quyền diệu ở bên ngoài. Mà thật sự là cái thân của mình vẫn còn sống nha. Tới giờ phút này nó là một cái sự quyền diệu, một sự thiêng liêng quyền diệu vô cùng. Và cái bộ máy nó thì dĩ nhiên cũng phải theo từ năm tháng nó tàn tạ, bắt đầu có vấn đề. Thành để ra mình phải chấp nhận chuyện đó, đừng có nóng nảy. Nhưng mà Đức Phật cũng có dạy, như các anh chị còn nhớ ngày nãy, là cái thân đau là cái chuyện dĩ nhiên, đôi khi mình không kiểm soát được nó, phải chấp nhận. Nhưng mà cái mà mình có thể huấn luyện kiểm soát được là cái tâm của mình, đừng để nó đau theo. Cái thân đau nhưng mà tâm không đau, cái điều đó mới là quan trọng. Hình tự ra nói thì dễ, thực hành mới thấy khó. Nhưng mà chỉ làm, phải làm, không có cách nào khác. Ai cũng phải già, không có ai mà trẻ hoài được. Nhiều khi mình theo cái quảng cáo tuyên truyền là loại thuốc đầy đuốc kia, trường sinh bất tử, rồi theo cái phái thiền yoga kiểu này, ăn cái chế độ này, sống theo cái chế độ kia này nọ, nó có thể đó, nó duy trì cái sự sống, hoặc là nó có thể là nó giúp mình khỏe hơn một chút thôi, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết. Chúng ta nhìn phải thực tế như vậy. Ngay cả những bậc đại sư rồi cũng già, mình nhìn lại các vị cao tăng thiền sư tới chuyện lớn tuổi các ngài cũng bệnh đó. Cũng có người thì ngồi xe lăn, có người thì ngồi bất động, có người có vị như là ngài Achancha sau đó là phải nằm liệt 10 năm rồi mới chết. Mình thấy rõ ràng. Ngay cả Đức Phật ngài trụ thế chỉ có 80 năm thôi, chứ không có lâu. Những đại đệ tử của ngài cũng như là có lẽ sống lâu nhất là ngài Ananda, hơn 100 tuổi, gần 200 tuổi theo chú giải. Nhưng mà rồi cũng chết. Thân xác cũng ngừng. Cái chết ở đây tức là thân xác ngừng hoạt động. Các ngài thì nhập niết bàn, đắc giác ngộ thì chúng ta không có thể nói, nhưng mà theo cái nghĩa của mình tức là cái thân xác, thân ngũ uẩn ngừng hoạt động. Mình thấy huống hồ gì cho mình. Mình là một phàm nhân thôi, thì cái chết là không tránh khỏi. Cái già, cái bệnh cũng không tránh khỏi. Thì cái mà tốt nhất là cái đó là cái điều mình không tránh khỏi. Thì bây giờ mình đối diện như thế nào?
đa số người ta không dám nói tới đâu, nhất là trong cái chế độ tư bản mà buôn bán này nọ, quảng cáo rồi son phấn rồi trang diện rồi photoshop này kia, làm người ta có cái ảo tưởng là cứ trẻ hoài. Khi mà mình nói chuyện già, chuyện chết, chuyện bệnh thì người ta nói mình là không có lịch sự, nói chuyện toàn những cái chuyện buồn. Nhưng mà tùy theo cái cách nói, mà người Phật tử của mình là mình phải có cái can đảm nhìn Phật tử, là còn phải có thái độ khách quan, không chủ quan mà cũng không lạc quan mà cũng không bi quan. Mình có cái thái độ khách quan nhìn cái thực tế nó là như vậy, để mà mình làm như thế nào, mình đối phó như thế nào đây, mỗi ngày mỗi già rồi cái bệnh nó tới rồi mình đối phó như thế nào. Không thể than trời trách đất, và cũng không để chạy theo những cái ảo tưởng, những cái phương pháp mà người ta hay quảng cáo thuốc này thuốc kia phải cẩn thận. Nhất là bây giờ chúng tôi thấy trên mạng bán đủ thứ thuốc, không biết cái phẩm chất nó như thế nào, phải rất cẩn thận. Nhất là những bán qua online, không biết nhập từ lúc, từ những cái công ty nào, thấy cái nhãn hiệu hay là hình ảnh thì rất hấp dẫn, nhưng mà mình không thật sự không biết họ bào chế như thế nào. Đôi khi nhập lậu từ bên Trung Quốc hay là ở đâu đó mình không biết nguồn gốc. Mấy người bán thì họ chỉ nói để mà họ kiếm tiền thôi, rồi có thể là họ dựa theo một vài trường hợp thành công hay trường hợp nào đó, mà đôi khi cũng không có chắc có đúng hay như vậy hay không, mà người ta lại tin theo rất là lạ. Đặt mua rồi uống đủ thứ thuốc, mình mà không biết có kết quả hay không. Nhưng mà mình nên nhớ sinh lão bệnh tử không tránh được. Cái mà mình có thể, dĩ nhiên là mình cũng uống thuốc, nhưng mà cái quan niệm chúng tôi là phải dựa theo những lời khuyên và chẩn bệnh của những vị y sĩ có kinh nghiệm, có uy tín, chứ đừng có nghe lời đồn. Người ta thích nghe lời đồn nhiều hơn là đi gặp bác sĩ, bởi vì việc bác sĩ là có lương tâm thì bác sĩ nói thẳng, nói đúng sự thật, rồi mình không muốn nghe, mình chỉ nghe những cái lời mộng mị thôi. Nó cũng là cái tâm lý mình phải cẩn thận chuyện đó. Hoặc là đôi khi bác sĩ bận rộn quá rồi không có thì giờ, mới dành thì giờ giải thích cho mình, thì mình phải hỏi, mình đừng có ngại phải hỏi, và tìm những cái vị có uy tín, có lương tâm, rồi họ cho những thứ thuốc uống thì thường thường qua những cái hệ thống tiêu chuẩn, hệ thống chính quy thì phải qua nhiều cái giai đoạn thử nghiệm. Và chúng ta nên nhớ rằng những thứ thuốc, nhất là trong y học, là không bao giờ nói rằng cái thuốc này sẽ có hiệu quả 100%. Không bao giờ. Chúng ta nhớ, bình thường là thử nghiệm xong rồi có thể nói 90%, 99% gì đó có hiệu quả. Nhưng mà lúc nào cũng có những trường hợp không hiệu quả. Chuyện đó là mình phải chấp nhận chuyện đó. Chứ đừng có nói tin tưởng, nói thất vọng. Lúc nào cũng có cái sự rủi ro, hoặc là thuốc nó không thích hợp. Bởi vì cái cơ thể của mình nó rắc rối, nó phức tạp, không có thuốc thần. Đừng có tin tưởng vào thuốc tiên, thuốc thần gì hết, rồi bị thất vọng, hoặc là nhiều khi nó gây nhiều cái tai hại thêm. Cái chuyện đó là chuyện chúng tôi thường hay thấy, quan sát ở trong trên mạng, trong những cái diễn đàn trên Facebook, hoặc là ngay cả trong đời sống bên đời chúng tôi nghe các người bạn nói chuyện với nhau cũng vậy. Nhiều khi mình thích làm thầy lang, kiểu lang băm lang vườn, học thì không tới đâu, không có qua một cái hệ thống chính quy về y tế, về y khoa, mà thích đi bài thuốc này thuốc đó, mình phải rất là cẩn thận chuyện đó. Ra bây giờ trở lại vấn đề ở đây là Đức Phật dạy chúng ta phải tập ngay từ bây giờ, mà chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Bây giờ chúng tôi đau, nói rằng mình không bấn loạn thì cũng không đúng, nhưng mà chút thôi rồi mình phải chấp nhận, mình theo dõi cơn đau của mình. Khi mình cũng uống thuốc như vậy, cũng là chăm sóc cái bản thân này, cũng điều chỉnh lối sống, nhưng mà khi mà nó bệnh rồi mình phải chấp nhận thôi. Đau đớn như vậy, ngủ không được, rồi mình làm gì đây? Mình phải theo dõi từng lúc, từng hơi thở, từng cơn đau chập chờn, đau ở bụng, đau ở chân,
đau ở đầu, đau đủ thứ. Khi mình ăn xong, ăn nhiều cũng không không được tiêu quá là cũng khó chịu, mà ăn ít thì nó cũng đau. Thấy cái thân mình nó mình phải chấp nhận, khi mà nó lớn tuổi rồi thì nó lại như vậy, như một cái xe già. Bây giờ cái tâm mình như thế nào, mình vẫn còn minh mẫn, vẫn còn hiểu được, cũng phân tập được, thì mình làm sao mình tập cái tâm của mình cho cái tâm nó an định, theo dõi, chấp nhận. Cái chuyện đó thì mỗi người phải tự biết, chứ còn không ai có cái thuốc, một cái phương thuốc thần diệu nào mà giúp được hết. Mình phải tự giúp mình thôi. Thì đó là đây chúng tôi chỉ nói sơ. Thành ra chúng tôi thấy cái cuốn sách này rất là hay, mặc dầu cái mục đích đầu tiên là do sự yêu cầu của một người bạn đạo, giáo sư Đỗ Chính Dân. Khi ông bị bệnh ung thư rồi thì ông có gặp, ông cũng đi vào điều trị ở trong bệnh viện, cũng qua những cái cơn đau đớn như vậy, thì ông gặp ngài Thị Khưu Analayo. Ông có đề nghị ngài soạn ra, trích ra những cái lời Phật dạy, hoặc là lời những cái vị đại đệ tử trong thời Đức Phật, dựa theo kinh điển nguyên thủy, để mà chúng ta đọc và suy gẫm. Thành ra giống như một cuốn cẩm nang như vậy, mà dựa theo lời Phật dạy, chứ không có dựa vào người khác. Cái điều đó cũng là một điều cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận. Đôi khi chúng tôi thường hay nói đùa là mình là Phật tử nhưng mà mình lại không nghe lời Phật. Mình thích nghe lời trích giảng của từ cuốn sách này, cuốn sách kia, của một cái vị pháp sư, giảng sư nào đó. Mình không có đọc thẳng vào lời Phật dạy, mà mình nói là mình là đệ tử của Đức Phật. Thì đôi khi mình phải xét lại, mình đệ tử của Phật, là con của Phật, thì đầu tiên và căn bản nhất, quan trọng nhất là mình phải làm sao nghiên cứu, tìm hiểu, lắng và ghi nhớ lời Phật dạy, ghi lại trong kinh điển. Những lời giảng của các vị sau này là chỉ để giúp cho mình hiểu thêm lời Phật dạy, nhưng cuối cùng rồi mình phải quy chiếu về lời Phật dạy. Bởi vì chúng ta là Phật tử, mình là đệ tử của Đức Phật, mình quy y Phật, quy y Pháp, tức là lời dạy của Đức Phật, quy y chư Thánh Tăng. Ra mình tìm hiểu những lời Phật dạy của Thánh Tăng như là ghi ở trong kinh điển. Và có hai cái nguồn kinh điển tương đối là nguyên thủy nhất, là cái nguồn kinh điển Pali và nguồn kinh điển A Hàm, được dịch ra từ những cái tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ ngày xưa, sang tiếng Hán, và bây giờ cũng dịch ra tiếng Việt, để mình có thể dùng đó. Và ở trong trường hợp này thì ngài Analayo, bởi vì ông Đỗ Chánh Dân là người Đài Loan, ông ở trong cái dự án để mà số hóa tam tạng từ tiếng Hán lên vào máy vi tính hơn 20 năm trước. Thành thử ra ngài Analayo lúc đó thì đang tìm hiểu thêm về kinh điển A Hàm, ra ngài trích những cái bài kinh A Hàm của Hán Tạng có liên quan đến bệnh và chết. Nhưng mà đồng thời ngài cũng so sánh đối chiếu với nguồn Nikaya, bởi vì ngài gốc của ngài là ngài tu sĩ Theravada. Ra chúng ta đọc cái này thì mặc dầu trong cuốn sách thì chỉ ghi kinh điển A Hàm để giới thiệu cho người Tây Phương biết, nhưng mà trong cái phần bình luận so sánh đối chiếu thì ngài có đề cập đến những cái bài kinh Nikaya tương ứng, thì mình có thể tìm những cái bài kinh đó để mình đọc so sánh đối chiếu. Và chúng tôi cũng tìm ra và đưa vào trong web. Ra ngoài cái phần dịch cuốn sách, trong cái phần phụ đính của mỗi chương thì chúng tôi đưa ra những cái bài kinh Nikaya tương ứng dựa theo bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thành ra mình đọc cả hai phần, mình so sánh đối chiếu và mình tổng hợp lại. Người đó là cũng là cái điều mà mình tăng thêm cái lòng tin và có cái lợi ích cho mình. Thì trong ngày hôm nay có nói về hướng dẫn, những lời hướng dẫn đến một cái vị đệ tử cư sĩ lúc sắp sửa lâm chung, sắp sửa lìa đời. Và vị đệ tử cư sĩ này là thuộc vào cái bộ tộc Thích Ca. Trong cái dịp mà Đức Phật trở về thăm quê hương, thì Đức Phật hướng dẫn phải cái vị đó phải làm như thế nào, phải nghĩ tới như thế nào, và có liên quan đến mình cái phải buông bỏ tất cả, mình hướng về những cái mục đích cao hơn, đi từ thấp đến cao, Đức hướng dẫn từ từ. Và mình cũng nhớ như vậy,
Nhiều khi mình nóng nảy, mình tu cái mình muốn thành Phật liền, thành Bồ Tát, thành Phật, muốn giác ngộ liền, đắc niết bàn, nhập niết bàn ngay lập tức. Nói điều đó khó lắm, không phải dễ. Mình còn ngồi ở đây sau 25, 26 thế kỷ mà vẫn còn ngồi ở đây, tức là mình vẫn lăn trôi luân hồi như thế này, tức là mình là người, những người phước mỏng nghiệp dày, không thể nào tu một đời một kiếp mà sống đâu. Thật ra mình phải làm sao nhắm đến, đi từ từ, từng bước một mà bằng chắc. Và chúng ta còn phải tái sinh luân hồi nữa, nhiều lần. Nhưng mà bây giờ mình sao? Mình tái sinh luân hồi vào, mình tái sinh vào những cái kiếp, những cái cõi hoặc những cái hoàn cảnh tương đối tốt, thuận lợi để mình tiếp tục cái cuộc cái tiến trình tu tập của mình. Phải nghĩ như vậy, từ từ, tu từ từ, nhưng mà chắc từng bước mà, từng bước một. Và như vậy mình phải hiểu, hiểu cái cấu tạo của thế giới này như thế nào, cái vũ trụ như thế nào, theo cái nhìn của Phật giáo. Và cái chúng tôi có trình bày nhiều lần, thì ở đây cũng xin nhắc lại ở đây. Thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này nói về cái nhìn về vũ trụ, cái cấu tạo vũ trụ thế nào trong, như trong Phật giáo. Và cái nhìn này thì bắt nguồn từ cái sự hiểu biết của người Ấn Độ thời xưa, và được nhắc tới, nhắc lại, đi nói lại nhiều lần trong kinh điển. Cũng có nhiều người Tây Phương bây giờ thì họ có nghi ngờ, họ nói rằng không biết có đúng hay không. Bởi vì họ không có quen cái tư duy đó. Mà thật sự cũng khó. Bởi vì khách quan mà nói, như chúng tôi thường hay nói, mình là một phàm nhân, bản thân chúng tôi là một phàm nhân, người trần mắt thịt. Thì thật sự ra trong sáu cõi luân hồi, chúng tôi chỉ thấy và biết được là cõi người và cõi thú thôi. Mình biết được con chó, con mèo, con nai, con hươu, con cá, con chim, nó nằm những cõi thú, mình biết được có hai cõi rồi. Con người lâu lâu thì có nghe nói ma, tức là loại ngạ quỷ. Có người thì có thể tiếp xúc với một cái chư thiên hay là một cái cõi thiên nào đó. Nhưng mà tôi cũng có một vài cái cảm nhận, nó là cảm nhận thôi, chứ nói thật sự và xác tính có tiếp xúc được một cách rõ ràng thì không. Cũng không biết, có nghe nói các vị thiền sư hay là các vị tu hành lâu năm có những cái kinh nghiệm đó, thì mình cũng nghe kể lại, có vị cũng thấy được ma, nói chuyện với ma, hoặc là thấy được chư thiên này nọ, có ghi lại trong sách, cũng như nghe tận mắt, nghe tận tai, có một vài vị có nói. Nhưng mà bản thân mình thì thật sự mà nói, thì chúng tôi chỉ biết được có hai cõi, cũng đa như đa số các anh Phật tử khác, tức là cõi người và cõi thú thôi. Thì cũng hy vọng rằng nếu mà mình cố gắng hành thiền, hoặc là mình phước duyên tròn đủ, thì một ngày đẹp trời nào đó thì mình có thể biết thêm được những cõi khác. Chứ bây giờ, thật sự bây giờ thì mình chỉ biết hai cõi thôi. Cũng có cảm nhận là có thể có những cái tiếp xúc với loài ma quỷ, hoặc là có tiếp xúc với một cái giới thiên, chữ thiên nào đó trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà cái cảm nhận nó phớt qua như vậy thôi, chứ nó không có rõ ràng lắm. Nó cũng không dám nói 100%. Thật sự mà nó thành thật và nói như thế. Bởi vì mình cũng còn là một phạm nhân, một vô binh. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây, thì mời các anh chị vào trong cái link mà chúng tôi mới vừa đưa ra, chúng tôi đưa lại lần nữa. Nếu các anh chị nào vào được thì xin cho số 1. Rồi đó, thì cái hình này chúng tôi lấy từ ở trong trên mạng, rồi bằng tiếng Anh, nhưng mà sau đó thì chúng tôi copy lại rồi sửa qua tiếng Việt. Thì theo cái nhìn của vũ trụ của Phật giáo ấy, thì chúng ta có tất cả là ba cái giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ chúng ta nói về cái theo cái thế giới mà chúng ta đang ở ngày xưa, thì không thấy được, không biết được là trái đất là hình tròn, hình cầu. Nhưng mà cho rằng trái đất là theo cái những cái dụng cụ hay là cái hiểu của ngày xưa, dụng cụ quan sát đo đạc ngày xưa, cách đây khoảng hơn 2.000 năm. Thì cái thế giới chúng ta đang ở giống như một cái đĩa dẹp tròn. Chúng ta cái đĩa. Nhưng mà là chúng ta nhìn cái hình đó, các anh chị nhìn qua bên tay phải như một cái đĩa. Ba lớp. Lớp trên là nước.
là đất, rồi nước, rồi là khí. Phía trên rồi là nằm ở trong cái biển, ở giữa là cái trụ, ở giữa là có trái núi cao lên gọi là núi Tu Di. Trên cái núi Tu Di đó thì có chư thiên ở, chư thiên ở cõi trời dục giới. Còn qua khỏi núi Tu Di mình lên nữa thì có chư thiên ở những cái tầng cõi trời sắc giới và vô sắc giới ở phía trên. Thính pháp có thấy được chỗ này không? Thành ra ngay cái cõi trời Tu Di á, thì có chư thiên có cõi trời dục giới. Rồi có cái đĩa đó là nước, nghĩa là biển, thì trên đó có bốn châu: bắc nam tây đông tây, bắc Câu Lưu Châu, đông Thắng Thần Châu, nam Thiện Bộ Châu và tây Ngưu Quá Châu. Đó là cái hình nằm bên tay trái. Riêng cái cõi phía nam á, thì có cái hình giống như là trái mận. Trái mận người Việt, người miền Nam này gọi là trái mận, mà người miền Bắc gọi là trái roi. Tức là giống như hình quả chuông. Trái roi thì cái kiểu ngày xưa thì là hình quả chuông, quả chuông ngược. Anh Dũng có thấy được cái này không? Cái trái roi ở phía nam, Nam Thiện Bộ Châu. Và người Ấn Độ gọi là Jambudvipa. Dvipa tức là đảo, là một cái bát đảo lớn, Dvipa. Jambu tức là trái roi hay là trái mận. Người Nam gọi là trái mận, người Bắc gọi là trái roi. Jambu hình trái mận. Jambu Dvipa là chúng ta hiểu. Và tiếng Hán âm ra là Diêm Phù Đề. Đó Diêm Phù Đề, tiếng âm của Jambu Dvipa. Jambu Dvipa. Anh Dũng có thấy được cái này chưa? Jambu Dvipa. Rồi người Thái họ cũng dùng cái chữ Jambu luôn. Jambu là người ta họ qua bên Thái mua trái mận để ăn thì gọi là trái Jambu. Jambu Dvipa là hình trái mận. Nên mình thấy cái điều đó cũng rất là hay, bởi vì bây giờ với lại kiến thức bây giờ thì mình thấy rõ ràng cái bán đảo Ấn Độ nó giống như là hình tam giác ngược vậy. Ngày xưa mà họ biết được như vậy là cũng là một cái kiến thức rất là hay. Và người Ấn Độ thì cũng giống như người Trung Quốc. Người Ấn Độ thì cho rằng họ là trung tâm điểm, tất cả loài người ở ngay tại Ấn Độ thôi. Ở bên ngoài thì là mang di mọi rợ, cũng như là người Trung Quốc là cho rằng họ là cái trung tâm điểm thôi. Xung quanh là những cái thế giới không có văn minh bằng, không có văn minh bằng. Thì trái đất là cái hình tròn đó, cái hình đĩa là nguyên trái đất, có bốn châu như vậy. Ngày xưa thì không phải là hình cầu, hình cầu là chỉ biết được sau này thôi. Ngày xưa là cho là trái đất là mặt phẳng, ngay cả bên Âu Châu cũng vậy, trong thời Đức Giáo Hoàng này kia thì cũng cho rằng đó là hình phẳng. Nhưng mà người Ấn Độ thì cho là cái đĩa tròn, đĩa tròn. Nếu mà rớt ra ngoài á, thì là coi như rớt xuống địa ngục. Địa ngục nằm bên dưới. Và địa ngục thì có hai loại, địa ngục nóng và địa ngục lạnh, tức là nhiệt và hàn. Con người chúng ta thì ở trên bốn cái đảo đó, mà loài người thì ở cái đảo ở miền Nam là đảo Nam Thiện Bộ Châu. Trong đảo đó thì có loài người, có thú vật, có loài Atula, Atula ngạ quỷ ở đó. Thì đó là cái quan niệm của cái nhìn về vũ trụ của thời xưa. Và nữa ra bây giờ chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng cũng có nói về cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi ma, tức là ngạ quỷ đó, cõi Atula, rồi lên đến những cái chư thiên. Chư thiên thì ở có ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và để tiếp tục thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp là một cái biểu đồ chúng tôi soạn ra đã lâu rồi, dựa theo cuốn sách Thắng Pháp Tập Yếu Luận của ngài Hòa Thượng Anarada dịch từ tiếng Phạn, rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt. Có cái phần phụ lục để liệt kê 31 cõi của cái thế giới này. Thì các mời các anh chị vào, anh chị nào vào được thì xin cho số 1. Liệt kê 31 theo chi tiết. Thì trong kinh Tạng không có nói chi tiết rõ như vậy. Chi tiết như vậy là chỉ được ghi ở trong A Tỳ Đàm và những luận giải sau này thôi. Trong kinh Tạng thì cũng có đề cập nhưng mà không có chi tiết. Chúng ta nhớ chẳng hạn như là nhìn trong cái bản này thì chúng ta thấy có nhiều cột. Thì cái cột ba cái cột cuối cùng, cái cột tuổi thọ thì đưa ra con số
con số 5 rồi tăng kỳ, rồi đại tăng kỳ, a tăng kỳ mười mấy ngàn, 20 ngàn này nọ, thì cái đó là ở trong chú giải chứ không có ở trong kinh Tạng. Chúng ta chỉ nguyên tệ cái để ý chỗ này ha, cái đó là của kinh Tạng. Cũng nói về cái tâm, khi mà một cái hành giả tạo nghiệp, hoặc là cái tâm lúc cận lúc chết, cái tâm nó nằm ở đâu, mà nếu cái tâm ác thì sẽ tái sinh vào những cõi thấp, những cái tâm thiện thì tái sinh những cõi tốt lành, hoặc là cái tâm thiền từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi vô anh thiền, vô sắc, thì những cái đó là do những cái lời bình luận ở trong chú giải, ở trong chú giải. Như vậy để chúng ta thấy rõ, nhiều khi chúng ta đọc kinh rồi không ghi rõ, nhiều khi lẫn lộn giữa những cái gì ghi trong kinh Tạng, cả hai nguồn, nguồn Nikaya và nguồn A Hàm, gọi là cái phần nguyên thủy, phần gốc nhất, và những cái gì mà được bình luận giải thích về sau này khoảng 500 năm cho tới 1000 năm sau này trong chú giải, nhiều khi mình không có thấy rõ, lẫn lộn cả hai. Gây ra một cái điều mà chúng tôi, kinh nghiệm riêng của chúng tôi thấy nó ít lợi, là khi mình đọc mình phải đặt cái câu hỏi, cái vị giảng sư hay vị tác giả đó bình luận ghi ra giải thích đó là dựa ở đâu, dựa theo chú giải hay là dựa theo chánh kinh. Nhiều khi không, các vị đó không có nói rõ, nhưng mình phải đặt câu hỏi rồi mình tự tìm tòi. Thành ra có những cái sách mà do các vị tác giả Tây Phương viết thì họ rõ ràng rành mạch rạch ròi ở chỗ đó, chỗ nào ở chú giải thì họ ghi ra chú giải, chỗ nào những cái ý tưởng nào, những cái đoạn nào ở trích từ kinh Tạng thì họ ghi ra từ kinh Tạng, để mình thấy được như vậy. Bởi vì cái mình phải đặt cái thứ tự ưu tiên về cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa. Đầu tiên thứ tự, cái ưu tiên thứ nhất và cái quan trọng nhất là phải từ cái nguồn kinh, nguồn kinh Tạng, và sau đó mới là chú giải. Bởi vì chú giải được viết ra sau này, khoảng từ 500 năm cho tới 1000 năm sau này, chứ không phải ở trong thời Đức Phật. Bây giờ trở lại cái bản này, thì liệt kê từ thấp lên cao, từ số 1 lên tới số 31, các anh chị thấy được không? Nằm ở bên cột bên trái, và chia làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những cái chúng sinh sống có đầy đủ và chạy và bị dính mắc vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, qua cái sự thấy, nghe, mùi, ngửi, rồi xúc chạm, nếm xúc chạm. Có đã năm cái phần đó, và năm cái dục lạc sắc, sắc thân, sắc, và là thuộc năm dục lạc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Qua đến cái phần sắc giới thì những chúng sinh nó chỉ còn cái hình sắc tương đối vi tế thôi, nhưng mà sống nhiều về cái tâm nhiều hơn. Và cuối cùng cái phần vô sắc giới là không có cái hình sắc nữa, mà chỉ có cái tâm thôi. Vì đó cái phần dục giới thì có 11 cõi, và loài người chúng ta là cõi thứ 5 mà chúng tôi sơn màu đỏ. Thấp hơn, khổ hơn thì có loài Atula, ngạ quỷ và thú vật và địa ngục. Và tương đối tốt hơn là bắt đầu từ cõi trời Tứ Đại Thiên Vương trở về lên trên. Thì chúng ta thấy cõi trời thì có cõi trời dục giới phía trên loài người, rồi sau đó có cõi trời sắc giới từ số 12 đến số 27, và cuối cùng là cõi trời vô sắc giới từ 28 tới 31. Thì trong kinh điển ghi lại thì chư thiên ở cõi trời thấp gần gũi với loài người thường hay đến, hay tiếp xúc với loài người. Loài người có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc loài chư thiên đó, và chư thiên đó đôi khi cũng xuất hiện để mà giúp đỡ chúng ta nữa. Và cũng đến nghe pháp Đức Phật giảng, tức là cái chư thiên Tứ Đại Thiên Vương ở Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Câu Xuất Thiên, Quá Lại Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên, và ba cái chư thiên ở cõi trời thấp của sắc giới, tức là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Chúng ta làm quen những cái từ này, bởi vì nếu chúng ta đọc kinh điển thì thấy chư thiên ở những cái cõi này thường xuất hiện và có những cái tiếp xúc với loài người, với chư tăng và Đức Phật thời đó. Rồi có một điểm nữa chúng ta cũng cần ghi nhớ là khi chúng ta tu tập như vậy đó, như chúng tôi có nói đó, thì chúng ta đạt đến, nếu mà đầy đủ nỗ lực cũng như có đủ phước duyên thì chúng ta nhập được dòng thánh giải thoát, thì có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là dự lưu, nhập dòng. Một cái vị mà đã vào được cái dòng giải thoát rồi, bậc dự lưu là cái bậc đầu tiên rồi, thì vị ấy không có
tái sinh về cõi khổ nữa, tức là không có tái sinh về Atula là ngạ quỷ thú vật hay địa ngục nữa, mà chỉ tái sinh về làm người hoặc là làm ở trong cõi trời ở chư thiên thôi. Nhưng đa phần là cõi trời dục giới để tiếp tục tu tập, tối đa là 7 kiếp nữa là xong, tối đa có thể nhanh hơn 1 kiếp 2 kiếp nhưng mà tối đa là 7 kiếp. Thành nữa cái điểm, cái quả đầu tiên là cái giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng. Chúng ta làm sao mà để cố gắng để nhập được cái dòng thánh giải thoát đó, đắc được cái quả dự lưu trước. Bởi vì khi mình đắc được cái quả dự lưu rồi, coi như là chỉ một đường tiến tới thôi, nhanh hay chậm gì thì cũng tiến tới giải thoát giác ngộ. Nếu mà có tái sinh thì cũng tái sinh vào những cái hoàn cảnh thuận lợi để mình tiếp tục tu tập vào cõi người hay là cõi trời dục giới, rất quan trọng. Rồi cái quả thứ hai là quả bất lưu, bất lai, xin lỗi, quả nhất lai. Quả nhất lai thì cũng giống như quả dự lưu thôi chứ không có gì khác. Nhưng mà cái dục ái giảm đi, nhưng giảm đi nhiều, không có, cũng còn nhưng mà không có nặng nề nữa, và tái sinh về cõi trời, về cái cõi cõi dục giới một lần nữa thôi, rồi sau đó là tu tập là hoàn mãn. Quả thánh bất lai, quả thứ ba, vị thánh bất lai là không có trở về cõi dục giới nhưng mà tái sinh vào cõi trời sắc giới, từ đó tu tập một kiếp là xong. Và những cái vị thánh bất lai đó thì tái sinh vào trong 5 cái cõi trời cao nhất của sắc giới. Nếu mà các anh chị nhìn vào trong cái bảng này mà nhìn vào phía bên tay phải đó, thì có chữ Tịnh Cư Thiên. Đó là dành cho bậc thánh bất lai. Các anh chị có thấy được chỗ này không? Chỗ Tịnh Cư Thiên tức là cõi cao nhất của cõi trời sắc giới, từ số 23 trên 27. Thì ra đó là những cái mà mình cần biết. Và cuối cùng là bậc thánh A-la-hán, tức là xong cái kiếp này là không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì mình làm quen, mặc dù thấy nó hơi lộn xộn nhưng mà mình nhìn tới nhìn lui rồi cứ đem cái này mình ôn lại, rồi mình đọc, rồi mình đối chiếu ra lại, từ từ nó thấm, từ từ nó quen. Chứ mà ngày xưa chúng tôi cũng vậy thôi, hay không có nhớ đâu. Ngay chứ bây giờ mà hỏi mà liệt kê mà từ số 1 tới số 31 là mấy, là bao nhiêu, thì là tên gì chúng tôi không có nhớ hết đâu. Chỉ nhớ một cái đại khái là có 3 cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đại khái là những vị nào vị thánh bất lai thì tái sinh vào những cái trọ cõi trời cao nhất của sắc giới. Nhưng mà chúng ta nhớ có loài người, Atula, ngạ quỷ, thú vật và địa ngục. Rồi nhớ một số những cõi trời dục giới như là Đâu Xuất Thiên, Đau Lợi Thiên, Quá Lạc Thiên như vậy. Và Phạm Thiên. Nhớ những cõi trời quen thuộc, thấy nhiều lần ở trong kinh điển. Mình cũng không cần phải nhớ hết là gì. Mình chỉ hiểu cái nguyên tắc là như vậy. Mình hiểu cái nguyên tắc. Bởi vì nó giúp mình hiểu thêm những cái câu chuyện xảy ra được ghi lại trong kinh điển. Cái điều cần là mình hiểu ý nghĩa của bài kinh để mình thực hành. Cái điều mới quan trọng. Bây giờ thì mời các anh chị trở về cái phần tránh cái phần nội dung của bài hôm nay. Chúng ta xin đọc cái phần nội dung đó. Đối diện trước tỉnh thức, trước bệnh tật và cái chết. Chương 18. Lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ. Giới thiệu. Chương này tiếp tục với chủ đề không chấp thủ tại thời điểm cận kề cái chết, đặc biệt là đối với những người thân thương. Bài kinh đề cập đến các lời khuyên của Đức Phật về việc chăm sóc giảm nhẹ theo yêu cầu của một đệ tử cư sĩ trong bộ tộc Thích Ca. Thì ra cái bài kinh này là nói về lời giảng của Đức Phật. Bài kinh trước là lời giảng của các vị đại đệ tử, nếu mà anh chị còn nhớ, trong tuần trước. Và cũng là liên quan đến một vị đệ tử trong cái thời điểm cận kề cái chết. Mà lần này thì Đức Phật trở về thành Thích Ca, tại Ca Tỳ La Vệ để về cái quê hương cũ của Ngài Bồ Tát, thăm những cái người trong cùng cái bộ tộc. Và chúng ta nhớ thời Ấn Độ, thời đó thì chia ra có 16 quốc gia nhỏ, tiểu quốc hay là bộ tộc. Và 16 quốc gia này thì nằm dưới quyền kiểm soát hay là ảnh hưởng của 2 quốc gia lớn, bên miền Đông và miền Tây. Bên miền Đông
tức là có quốc gia Ma Kiệt Đà, thủ đô là Vương Xá. Và bên miền Tây thì có vương quốc Kiều Tất La Kosala, và thủ đô là thành Xá Vệ. Và vị vua của cả hai quốc gia này, đại quốc này, đều là đệ tử của Đức Phật và đắc được quả dự lưu. Rồi các vị đấy cũng cúng dường Đức Phật và Chư Tăng trú xứ, thường thường là ở ở ngoại thành. Chúng ta nhớ ngày xưa đó, Đức Phật cũng có chủ trương là xây những tịnh thất, hoặc là có người ta cúng dường những tịnh thất thì không nằm ở trong thành phố. Chúng ta nhớ chỗ đó, chỉ nằm ở vùng ngoại ô, ở vùng ven thành phố thôi, có thể trong trong khoảng cách đi bộ được, để mỗi sáng Chư Tăng đi bộ đến và vào thành phố để khất thực rồi trở về. Rồi ở ngoài nó yên tĩnh hơn, nó không bị những cái áo động, xáo động, ồn ào của sinh hoạt của thành phố. Nhưng mà cũng nằm ở trong cái khoảng cách mà Chư Tăng có thể đi khất thực được, cũng như Phật tử có thể tới nghe được, những cư sĩ có thể tới nghe giảng được. Điều này kiểu mình thấy rất, nó tế nhị nhưng mà rất thực tế. Và chúng ta nhớ như vậy, ngay từ bây giờ, ngay từ trong thời buổi này, chúng ta thấy lập những cái nơi thờ tự mà ngay trong trung tâm thành phố, gần chợ này đó, ồn ào, khó mà tu thật. Nhưng mà ở xa quá, trong rừng xa quá thì cũng khó. Phật tử cũng khó đi đến cúng dường hộ độ Chư Tăng. Nhất là theo cái chế độ hồi xưa là không có nhà bếp. Chư Tăng phải đi khất thực, đi xin ăn mỗi buổi sáng. Thì nó phải nằm ở trong cái khoảng cách có thể đi bộ được vừa phải thôi, mà cũng về để cho Phật tử cư sĩ cũng có thể tới nghe giảng, tới thăm cha Chư Tăng rồi để cúng dường, mà đồng thời để được nghe những cái bài giảng pháp nữa. Nên nó có cái điểm thực tế đó, không thấy chị Nguyên Tuệ có thể hiểu được chỗ đó. Tức là những cái tịnh xá ngày xưa của Chư Tăng thì ở thường thường ở ven, ở rìa của thành phố, không nằm trong thành phố mà cũng không quá xa. Chỉ từ phi có một số vị phát nguyện tu Đầu Đà, tu trong rừng thì mình không nói, nhưng mà những cái chùa tỉnh xá ngày xưa là thường thường là ở ven ven thành phố. Bây giờ mà ngay cái bản thân chúng tôi bên này đã sinh hoạt, chúng tôi thấy cái điều đó cũng đúng. Chư Tăng bên này cũng ở cách xa thành phố chứ không ở nằm ở trong thành phố, nhưng mà trong cái khoảng cách có thể lái xe đi được để mà đi cúng dường. Và trở lại vấn đề ở đây là ngày trong thời Đức Phật thì có 16 tiểu quốc trong đó. Thì và một điều nữa chúng ta cũng cần nhớ, chúng ta quên nói là Ấn Độ thời xưa đã theo cái chế độ dân chủ, bởi vì 16 tiểu quốc đó thì có theo hai cái thể chế chính trị khác nhau. Một cái thể chế gọi là hoàng gia, tức là cha truyền con nối để tiếp tục để mà cai trị lãnh đạo cái tiểu quốc đó, giống như ông vua rồi có hoàng tử, thái tử này, đó là một thể chế. Một cái thể chế thứ hai là thể chế cộng hòa, cộng hòa cũng giống như là cái thể chế cộng hòa bây giờ của mình, không có chuyện cha truyền con nói, mà do lãnh đạo, do những cái hội đồng trưởng lão, những cái vị lớn tuổi có uy tín ở trong cái bộ tộc đó hay là trong cái tiểu quốc đó, là một cái hội đồng. Và cái hội đồng đó bầu ra một cái người để lãnh đạo cái tiểu quốc đó. Và nếu mà cái vị lãnh đạo đó mà không tốt thì có thể trút phế tìm một người khác thay. Nhưng mà thường thường thì là cha truyền con nối, bởi vì cũng có uy tín rồi, làm việc tốt này nọ, thì họ các vị hội đồng trưởng lão họ cũng tin tưởng là khi ông đó vị đó già hoặc chết đi thì cũng bầu chọn cái người con trưởng để tiếp tục như vậy. Nhưng mà không nhất thiết là phải là cha truyền con nối, mà theo cái chế độ mình gọi là chế độ cộng hòa. Rất là hay, bởi vì mình thấy nó cũng cái nguyên tắc nó cũng tương tự như là trong cái thời đại dân chủ ngày hôm nay. Nên mình thấy cái ý tưởng nó đã có từ xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế. Và bộ tộc Thích Ca thật sự ra đó là theo cái chế độ cộng hòa, không phải là cha truyền con nối. Nhưng mà bởi vì dòng họ của Ngài Bồ Tát tương đối là hành quản lý tốt, thành thử được hội đồng trưởng lão tín nhiệm và cứ tiếp tục bầu như vậy.
nhớ. Mình nhớ cái điều đó. Một cái điều nữa là cái vùng đất của bộ tộc Thích Ca bây giờ thì cũng là nằm ở trên cái biên giới giữa xứ Nepal và xứ Ấn Độ bây giờ. Bởi vì ngày xưa là không có Nepal, không có Ấn Độ, không có cái biên giới là về sau này thôi, cái đường ranh giới nằm. Thì nếu các anh chị có đi hành hương thì sẽ thấy nó nằm ở giữa cái phần đất của nơi Đức Phật nhập diệt ở Kusinara Kautina, đi con đường lên Nepal đến hướng Lâm Tỳ Ni, thì ở giữa đường đó gần biên giới thì là cái vùng đất của bộ tộc Thích Ca. Và khoảng 200 năm trước thì người ta đào xới đã tìm được ở một cái vùng có những cái tháp, và người đào xuống một cái tháp ở vùng Piprawa thì người ta tìm được một cái rương, người bắt gọi là cái hòm, cái thùng gỗ. Mở cái rương đó ra thì thấy có những cái chung bằng đất, ở ngoài có ghi là đây là xá lợi của một vị thánh cao sang của bộ tộc Thích Ca. Thì trong đó có những cái mảnh xương mà về sau này thì các bác sĩ họ khám nghiệm nói đó là những mảnh xương sọ. Thì nhìn người ta nhìn cái cấu tạo của cái chung đó cũng như cái cấu tạo của cái rương đó, cái thùng gỗ đó, thì người ta đoán rằng có khả năng nó cả khoảng hơn 2.000 năm. Mình thử ra người ta đoán là có lẽ thôi, có khả năng những cái mảnh xương này là xá lợi của Đức Phật, còn lại người ta giữ lại cho tới bây giờ. Và bây giờ thì những cái mảnh xương đó được tôn trí ở Viện Bảo tàng Quốc gia tại Delhi, Ấn Độ, vào trong ở trong cái khu cuối cùng, cái khu tương đối là có an ninh để mà bảo vệ cẩn thận. Và được vua Thái Lan cách đây mấy chục năm, vua hình như là vua hồi vua thứ 8 thì phải, bây giờ là vua thứ 10 rồi, có cúng dường một cái tháp bằng vàng để tôn trí những cái mảnh xương ở trong đó. Thì các anh chị nào mà có đi hành hương thì cũng nên đề nghị người hướng dẫn đưa đến đó để chiêm bái. Theo cái nhìn của chúng tôi thì bây giờ chúng ta đồn đoán với nhau là tin tưởng có nhiều nơi tôn thờ xá lợi này kia, mình không biết nguồn gốc nó ở đâu, không biết những nguồn gốc những xá lợi bây giờ tôi ở các chùa đó là từ đâu mà có, từ đâu mà ra, mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều là xá lợi mình thấy được mà có dịp đi chiêm bái tại cái Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ ở Delhi, thì có cái khả năng, chúng tôi không dám nói là 100%, nhưng mà có khả năng, có cái xác suất cao đó là xá lợi thật của Đức Phật, chỉ còn lại mà chúng ta tìm, mà người ta tìm ra được. Thế nên cũng nên đến đó để chiêm bài. Rồi về sau này thì chúng tôi thấy rất quan hệ, thấy hình ảnh có một số đoàn hành hương về sau này đã đi tới đó. Chứ ngày xưa khi chúng tôi tới thì ít có ai biết lắm. Chúng tôi biết được là cũng nhờ đọc một cuốn sách về hành hương Ấn Độ của bác Phạm Kim Khánh, bác đề cập đến chuyện đó, rồi chúng tôi mới biết, mới đến đó xong rồi về mới là chụp hình rồi đưa lên mạng rồi phổ biến ra, khuyến khích mọi người, từ đó về sau là người ta biết đến nhiều hơn. Chứ ngày trước là ít, khoảng 20 năm trước là hầu như ít có ai biết. Người ta đi tới Ấn Độ đi hành hương là chỉ muốn tới bốn nơi động tâm thôi. Trên đường ghé qua Delhi để mà đón máy bay, đón phi cơ về Việt Nam hay trở về trú xứ thì họ đi chợ, đi shopping, mua đồ lưu niệm hay đi tại những cái điểm khác của Ấn Độ, chứ không có để ý tới vấn đề này. Nhưng mà sau này thì có, sau này thì chúng tôi quan hỷ thấy được nhiều đoàn hành hương sau này đã ghé vào đó, đã ghé vào trong Viện Bảo tàng để mà chiêm bái xá lợi. Bây giờ chúng ta xin trở lại bài dịch ngày hôm nay. Bài kinh ghi lại vào dịp Đức Phật trở về thăm quê nhà. Sự hiện diện của Đức Phật tạo cơ hội cho các vị đệ tử cư sĩ trong bộ tộc Thích Ca được gần gũi Ngài và các vị đệ tử tu sĩ. Biết rằng rồi sau đó Ngài sẽ rời họ để tiếp tục cuộc sống du hành. Các cư sĩ đó đến gặp Đức Phật để nhờ Ngài giải đáp một câu hỏi đặc biệt. Tức là cái dịp này Đức Phật trở về thăm quê nhà, đi một đoàn với lại các vị đệ tử khác. Thì ra các dân chúng họ mừng lắm,
thấy Đức Phật về họ mừng, họ tới thăm. Nhưng mà họ biết rằng Đức Phật không có ở lâu, thành thử ra có một số họ tới họ gặp Đức Phật, họ hỏi pháp, không phải chỉ thăm xuông mà hỏi pháp. Là đó, cái điều đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta cũng nên duy trì cái tinh thần đó tới bây giờ. Thỉnh thoảng chúng ta thỉnh mời chư tăng đến nhà, hay là nhất là ở chúng tôi là ở xa không có chư tăng Việt Nam, thỉnh thoảng có thỉnh mời các vị từ Việt Nam qua thăm, hoặc là từ bên Mỹ qua, thì cái dịp đó không phải là mình chỉ cúng dường thôi để kiếm phước, nhưng mà đó cái dịp đó mình hỏi pháp, mình thỉnh các ngài thuyết pháp, thuyết giảng xong rồi mình đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình để nhờ các ngài giải đáp. Bởi vì đó là những cái câu hỏi hiếm có, lâu lâu mới có, các ngài mới qua. Nở ra chúng ta sửa soạn sẵn những câu hỏi mà mình cảm thấy là mình thắc mắc, mình cần phải được giải thích, thì mình đặt câu hỏi các ngài, và các ngài rất là vui. Chúng tôi thấy nhiều khi các ngài giảng xong hỏi, không ai hỏi cái câu gì hết, thì thấy cũng buồn, buồn tẻ. Nở ra mà nếu mà được Phật tử đặt những câu hỏi, những thắc mắc trong đạo, hỏi hoặc là những cái vấn đề trong đời sống hàng ngày, các ngài rất là hoan hỷ, các ngài sẵn sàng trả giúp trả lời, giúp giải thích cho mình. Mình đặt những câu hỏi như vậy, và cái tinh thần đó đã có từ ngày xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế. Câu hỏi này biểu thị lòng trắc ẩn quan tâm của họ, vì họ muốn biết chắc chắn về sự chăm sóc đúng cách cho một người bị bệnh và sắp qua đời. Tức là ở đây cái thắc mắc ở đây, tức là họ tới gặp Đức Phật, họ nói rằng nếu mà Đức Phật không có ở đây nữa, Đức Phật đi chỗ khác, đi du hành rồi, thì trong cái cộng đồng của chúng tôi có người bị bệnh sắp sửa qua đời, thì chúng tôi phải khuyên giải như thế nào. Mình thấy rất là thực tế, câu hỏi rất tế, không cần phải hỏi những cái chuyện đâu xa, những cái chuyện đó là những chuyện xảy ra trước mắt, đối diện hàng ngày. Và chúng tôi thấy những cái câu hỏi rất hay. Câu hỏi này biểu thị lòng trắc ẩn của họ. Có được các lời chỉ dạy của Đức Phật về vấn đề này sẽ giúp đảm bảo rằng khi Đức Phật và các đệ tử tu sĩ ra đi, các đệ tử cư sĩ của bộ tộc Thích Ca sẽ có một hướng dẫn cơ bản để tuân theo trong khả năng tốt nhất của họ để chăm sóc những người bị bệnh trầm trọng và sắp chết. Như vậy thì họ thấy rằng mặc dù là có thể là chưa có người nào chết, nhưng mà sẽ có những người chết, những người sắp chết. Như vậy thì bây giờ mình tới mình khuyên như thế nào? Mình hỏi ý kiến của Đức Phật. Cũng như ngày nay mình gặp chư tăng, mình hỏi những câu hỏi này rất là thực tế. Bài kinh trong Tạp A Hàm được dịch ở đây có bài kinh tương đương trong Tương Ưng Bộ. Như chúng tôi đã nói đó, thì cái gốc, cái điểm chính của cái tập sách này là để trích những cái bài kinh trong A Hàm để giới thiệu tới người Tây Phương. Chúng ta là ở Việt Nam, chúng ta có một cái đại phước duyên mà ít có người biết, là cả hai nguồn, nguồn Nikaya của Pali, của Nam truyền, cũng như nguồn A Hàm của Hán Tạng, đều đã dịch ra được ra tiếng Việt hiện đại. Nguồn Nikaya thì đầu tiên do Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch ra, là sau này có một số chư tăng khác tiếp tục dịch. Rồi cái nguồn A Hàm thì được dịch hai lần. Lần đầu thì có Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi sau này có Thầy Tuệ Sĩ với là Hòa Thượng Đức Thắng. Và những cái nguồn này đều được đưa lên trên mạng và in thành sách và tái bản liên tục. Thành thử ra chúng ta người Việt có cái phước duyên nhiều hơn, lớn hơn các cái Phật tử ở các quốc gia khác. Chẳng hạn như Phật tử ở Thái Lan thì họ chỉ biết nguồn Nikaya thôi. Phật tử ở Đài Loan, ở Hồng Kông thì họ chỉ biết A Hàm thôi. Phật tử ở Âu Châu hoặc là ở Mỹ Châu thì tới gần đây thì họ cũng chỉ biết cái nguồn Nikaya dịch ra tiếng Anh. Họ không có biết cái nguồn A Hàm. Mà cho tới bây giờ thì nguồn A Hàm cũng chưa hoàn tất, chưa hoàn toàn dịch ra tiếng Anh, đang dịch thôi. Mình là người Việt, là mình Phật tử Việt Nam, mình có một cái phước duyên rất lớn, ít có ai biết. Nhưng khi mình có mặc cảm, nhưng mà mình phải tự hào chuyện đó. Chứ khi chúng tôi nói đó ra với người Thái, với người Sri Lanka, với người Lào, với người Mỹ, người Úc, họ ngạc nhiên, họ ngạc nhiên. Tôi nói chúng tôi đã có cả A Hàm lẫn Nikaya dịch ra tiếng Việt, chúng tôi đọc thẳng được rồi. Mặc dù bởi vì đâu phải ai cũng có khả năng ngôn ngữ có thể đọc tiếng Tàu, tiếng Hán hoặc là đọc tiếng Pali đâu. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, tiếng Pali hoặc là tiếng Hán của chúng tôi thì chỉ là ở sơ cấp thôi, chỉ biết tra từ điển thôi, chứ còn không có đọc được.
Những cái chữ, những cái thuật ngữ nào mà mình thấy rắc rối thì mình tra từ điển thì mình biết cách tra, chứ còn không có đọc thẳng được. Đa số những bạn bè của mình cũng vậy. Nhưng mà mình có một cái phước duyên là mình có thể đọc được cái bản tiếng Việt. Thì ở đây Ngài Analayo trong cuốn sách này thì Ngài trích cái nguồn A Hàm để giới thiệu với Phật tử Tây Phương, nhưng đồng thời Ngài cũng có đề cập đến cái bài kinh Tương Ương ở trong Nikaya. Và trong cái trang web này thì trong ngoài cái phần dịch ra từ tiếng Anh thì nếu các anh chị đưa con chuột đi xuống phía dưới thì chúng tôi cũng có trích ra cái phần kinh Pali tương đương bằng tiếng Việt để mình đọc thẳng ở đây đối chiếu, không cần phải đi tìm ở một cái nguồn khác. Tuy nhiên, nhân vật chính trong bài kinh Tương Ứng Bộ là một vị đệ tử cư sĩ duy nhất tên là Mahanama đại danh. Trong khi đó, bài kinh trong tạp A Hàm ghi nhận có một nhóm đệ tử cư sĩ với người lãnh đạo tên là Nandiya Nande. Đó, thì cái phần khác biệt, cái nội dung của hai bài kinh, một bên A Hàm, một bên là Tương Ứng Bộ Nikaya thì rất là giống nhau, tương tự như nhau. Nhưng mà cái nhân vật ở trong câu chuyện thì không giống nhau. Cái vị mà ở trong Nikaya, trong Tương Ứng Bộ thì là chỉ có một người đi hỏi thôi. Đó là người đó tên là Mahanama đại danh, và cái vị này có nhiều cái bài kinh, đặt có nhiều câu hỏi trong những cái dịp khác nữa, ra cho mình làm quen với cái tên này Mahanama đại danh. Còn có trong bài kinh trong tạp A Hàm được trích ở đây thì là một nhóm người tới hỏi, một nhóm cư sĩ tới hỏi, mà cái người đại diện, người lãnh đạo đặt cái câu hỏi đó là tên là Nang Đề, tức là dịch từ âm từ tiếng Pali là Nandiya. Nandiya, anh chị có theo dõi được chứ ha. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần kinh, phần giới thiệu. Đây là cái phần kinh văn chứ không phải là giới thiệu. Chúng tôi đánh máy sai cái chỗ đó. Có đọc như vậy thì mình muốn thấy có những cái chỗ mà mình đánh máy sai. SA 1122, tức là Sanyutta Nagama 1122, bài kinh số 1122 của trong tạp A Hàm có tựa đề là Tật Tịnh, do Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch, và chúng tôi hiểu đến lại dựa theo bản dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni Câu Luật, tức Ni Khô Đá, nước Ca Tỳ La Vệ, tức là Kapila Vách Thúc. Bây giờ, có nhiều người dòng họ Thích nhóm họp lại tại nhà luận nghị, họ có cái giống như cái hội trường. Khi ấy có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nang Đề Nandiya: tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị tỳ khưu quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết một vị ưu bà tắc trí tuệ khi đến thăm vị ưu bà tắc khác hay ưu bà di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi về vấn đề này, rồi như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì. Đó là cái cách viết của người thời xưa. Tức là nói là, có ý nói rằng đó, bây giờ đó, họ bàn với nhau, họ nói là mình có khi thì được đến gặp Đức Phật, có khi đến gặp đại đệ tử để cúng dường, nhưng mà có khi cũng không được, bởi vì các vị đã không tới thì làm sao, không có du hành tới chỗ này. Bây giờ nếu một các vị U Bà Tắc, U Bà Di, U Bà Sika, U Bà Sakka, tức là con gì đệ tử của Đức Phật, cư sĩ đó, bị bệnh, thì mình tới đó mình khuyên giải như thế nào? Như vậy thì bây giờ mình có sẵn Đức Phật ở đây thì mình tới gặp Ngài để mình hỏi ý kiến của Ngài, để Ngài hướng dẫn cho mình, để về sau mà có ai bị bệnh gần chết thì mình biết cách để mình hướng dẫn. Thì đó, nó rất là thực tế. Sau đó, Nang Đề và những người dòng họ Thích cùng nhau đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, rồi bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con, những người họ Thích có nhóm họp tại nhà nghị luận. Có người họ Thích đến nói với con rằng: này Nang Đề, chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị tỳ khưu quen biết, có khi không được. Có khi không được tức là các vị đã không có ở đó. Lại cũng không biết một vị ưu bà tắc trí tuệ khi
khi đến thăm một vị ưu bài Phật hay một ưu bài di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào? Tức là không biết một vị cư sĩ đến thăm một vị cư sĩ khác mà vị cư sĩ đó bị bệnh khốn khổ, đau đớn ghê lắm, thì mình sẽ thuyết pháp, rồi mình sẽ thuyết nói năng khuyên giải như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi về vấn đề này, rồi theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì. Hôm nay chúng con thỉnh vấn Thế Tôn, một vị ưu bà tắc trí tuệ khi đến thăm một vị ưu bà tắc hay là ưu bà di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào? Cái đó là dịch sát thôi. Thật sự mình có thể nói rằng một cách thông thường là bây giờ một người cư sĩ khi đến thăm một vị cư sĩ nam hay cư sĩ nữ khác đang bị bệnh, đau đớn vô cùng, thì mình sẽ thuyết pháp như thế nào? Đó là cách hiểu của mình ngay từ bây giờ, thời bây giờ. Phật bảo Nan Đề, nếu vị ưu bà tắc trí tuệ khi đến thăm vị ưu bà tắc hay ưu bà di trí tuệ khác đang bị tật bệnh khốn khổ, thì đem ba pháp an tâm này mà truyền dạy cho người ấy, nói rằng, thưa nhân giả, hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Thì đầu tiên nhắc họ lại là mình là cư sĩ, Phật tử, thì mình phải có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Đầu tiên phải nhắc ba pháp đó. Rồi trong cái bài kinh Pali, nếu các anh chị đọc phía dưới thì đưa ra cái công thức mà chúng ta tụng hàng ngày, tụng ân đức Tam Bảo Itipiso mà dịch ra tiếng Việt. Đó rất là quan trọng ở chỗ này, là mình phải làm quen ngay từ bây giờ, mình phải biết cách tụng và hướng về hiểu được ý nghĩa về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chị Nguyên Tuệ có thấy được cái này không? Thì đó, khi mà mình một cái người đó mà họ quen như vậy rồi, và tuy họ gần chết, họ đau đớn, họ bấn loạn, mình tới mình nhắc vào, mình đọc lại thì họ nhớ, tự nhiên họ hoan hỷ. Đó, cái chỗ đó, thành ra chúng tôi hay khuyến khích các anh chị là cố gắng nghe tụng. Bây giờ có nhiều ở trong bằng MP3 hay là ở trên YouTube có những cái đoạn kinh tụng như vậy, và chư tăng đọc tụng rất là hay, chậm rãi rõ ràng, mình tụng mình nhớ, mình không cần phải nhớ nhiều bài kinh, chỉ cần nhớ cái bài kinh này thôi. Bởi vì đi đâu mình cũng dùng cái bài kinh này, lúc nào nhắc nhở mình tụng ân đức Tam Bảo. Để hôm nào nếu có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này để trình bày cho các anh chị nào chưa biết ha. Nhưng ở đây mình đặt nhớ như vậy ra, cái điều đó là quan trọng lắm, rất là quan trọng. Và phía dưới chúng tôi cũng có viết lại về cái ân đức Tam Bảo. Anh chị đọc cái phần kia, dịch bản tiếng Việt của kinh điển Pali, và chúng tôi cũng có ghi lại cái đoạn Pali về ân đức Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, rất là quan trọng. Nó là cái tối thiểu căn bản, mà không phải chỉ đọc như là con vẹt, nhưng mà mình đọc mình hiểu về ý nghĩa, mình không cần hiểu từng chữ, nhưng mình hiểu ý nghĩa để mình có cái lòng tin, lòng hoan hỷ, đi đâu cũng tụng cái đó được hết, không cần phải tụng những cái bài khác. Sau khi nghe ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại nên hỏi rằng, nhân giả có quyến luyến cha mẹ không? Nếu người ấy nói có quyến luyến cha mẹ, thì nên khuyên người ấy buông xả và nói rằng, nếu nhân giả quyến luyến cha mẹ mà được sống thì đáng quyến luyến, đã không quyến luyến được mà được sống thì quyến luyến làm gì? Thì đó, bây giờ mới hỏi ông hay là anh hay chị đó, có nhớ đến cha mẹ mình hay không? Có khi mà mình gần chết mà cha mẹ mình còn sống, nếu mà trả lời nhớ, quyến luyến, thì nó mới nhớ làm gì? Bởi vì gần chết rồi thì nhớ để làm gì? Có được mà sống thêm được hay không? Câu rất là hay. Cũng như các anh chị còn nhớ trong cái bài trước thì có vị đệ tử cư sĩ cũng khi gần chết ổng lo, bởi vì ổng còn người cha già, ổng biết hết, ổng biết được những cái quán tưởng Đức Phật dạy hết, nhưng mà ổng còn, ổng thương cha, ổng biết là mình chết rồi ai lo lắng cho cha mình. Nếu mà các anh chị còn nhớ, không biết là có ai trong này còn nhớ cái bài kinh đó hồi tuần rồi. Nhưng mà cái người cha rất hay, người cha biết được như vậy, người cha nói con đừng phải lo, con cứ ra đi, cha có thể tự lo được, con đừng có lo lắng cho cha. Đó, cái người ông cha ông khuyên người con sắp chết như vậy, để người con an tâm mà ra đi. Thì ở đây cũng là một cái nguyên tắc như vậy, nói rằng đó, đừng có quyến luyến về cha mẹ, mình lo cái phần của mình, bởi vì có quyến luyến cứ không làm được gì.
Nếu người ấy nói không có quyến luyến cha mẹ thì nên tùy hỷ khen ngợi. À, mình khen, nếu nó nói rồi không có, không bây giờ không có lo nghĩ gì tới cha mẹ được nữa, rồi mình khen, như vậy là đúng. Và hỏi thêm rằng, đối với người phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản của cải, dân giả quyến luyến hay không? Nếu người ấy nói quyến luyến thì nên khuyên buông xả và nói rằng, nhân giả quyến luyến người phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản của cải mà được sống thì đáng quyến luyến. Đã không do quyến luyến mà được sống thì quyến luyến làm gì? À, cái này cũng là cái điều hay. Do đó mà chúng ta còn nhớ, nếu chúng ta thực hành năm pháp quán tưởng hàng ngày thì mình thấy rằng khi mình chết rồi thì không của cải cũng không đem theo được, vợ con, tài sản, cái gì cũng không có đeo được, danh vọng này kia không có đem được gì hết á. À, thì ở đây cũng có trong cái tinh thần đó, bây giờ mình có nhớ vợ con, có nhớ vợ chồng con cái hay không, hay là những người làm trong nhà, ngày xưa thì có người làm nô bộc, rồi tài sản của cải, người thân này đó, mình có nhớ hay không? Có nhớ mà được sống thì nó nhớ, còn nếu mà nhớ rồi cũng phải chết thì nhớ làm gì? À, phải buông xả thôi. Đó là cái điều khuyên thực tế. Hoặc là mình có thể có những cái lời khuyên khác nhưng mà có cái ý hướng tương tự như vậy, giúp cho họ biết là không có dính mắc được. Mình dính mắc là cũng không có buông bỏ, không có giúp gì được gì. À, cái điều đó là cái điều quan trọng. Thật ra bây giờ mình phải tập ngay từ bây giờ. Chúng tôi tập hàng ngày. À, trước khi ngủ ta nghĩ, có thể là đêm nay là cái đêm cuối cùng, nhắm mắt rồi và sáng mai không mở mắt nữa. Cái chuyện đó xảy ra rất nhiều và có thể xảy ra cho mình ngay bây giờ. Như vậy thì mình quyến luyến làm gì? À, phải buông bỏ, bởi vì mình biết những cái đó mình không có mang theo được. À, những người lớn tuổi ở đây có lẽ cũng nên suy ngẫm về chuyện đó, không có dính mắc được. Giờ mình thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ, nhưng mà rồi khi mình nằm xuống mình xuôi tay rồi thì cũng không có đem theo được. Những cái khi mà mình còn sống thì mình có thể giúp đỡ được, nhưng mà khi mình gần chết rồi là những chuyện đó là mình phải buông bỏ thôi. Nếu người ấy nói không quyến luyến thì nên tùy hỷ khen ngợi và hỏi thêm rằng, đối với ngũ dục thế gian, nhân giả có luyến tiếc hay không? Ngũ dục tức là sự dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình có chạy theo mấy cái đó hay không? Nếu người ấy nói luyến tiếc thì nên giải thích là ngũ dục thế gian là xấu xa, bất tịnh, bại hoại, hôi hám, không giống như ngũ dục thắng diệu ở trên cõi trời dục giới. Hãy khuyên người ấy buông xả ngũ dục thế gian và hướng đến ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới. À, thì ở đây cũng là một cái tâm lý, không phải ai cũng muốn chết, chết là muốn nhập niết bàn liền đâu. À, nói mình nói cái miệng, nhưng thật sự mình nhìn cái tâm của mình vẫn chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, màu sắc, hình sắc, rồi mùi hương, âm thanh, thức ăn, vị ngọt, rồi này nọ, sự cảm xúc. Cái chuyện đó chỉ bình thường, chúng ta là con người, chúng ta phải chấp nhận cái thực tế đó. À, như vậy thì nếu mà mình có quyến luyến á, thì mình nói thôi đừng có quyến luyến cái cõi này. Bây giờ nếu mà chết mà cái tâm thanh tịnh thì mình sẽ tái sinh vào cái cõi trời dục giới, thì mình còn những cái thứ đó nó còn tốt hơn, nó còn ngon lành hơn nữa. À, tức là hình thức mình dụ cái tâm mình đừng có hướng về dính mắc vào cái ngũ dục ở trong cái cõi này, mà hướng về cái cõi cao hơn. À, đó là cái tâm lý bình thường, tâm lý bình thường. Nếu người ấy nói tâm đã xa lìa ngũ dục thế gian và chỉ nghĩ đến ngũ dục thắng diệu của cõi trời dục giới, thì nên tùy hỷ khen ngợi và nói thêm rằng, ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới là vô thường, khổ, không biến hoại. Lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới thù thắng hơn ngũ dục ở cõi trời dục giới. À, thì đây là một cấp nữa. Bây giờ nếu cái người đó nói là tôi chỉ nghĩ đến cái dục lạc ở cõi trời dục giới thôi, tức là cõi trời gần với mình thôi, thì mình khen, đó gì cũng hay đó, cũng tốt. Nhưng mà những cái thứ mà dục lạc đó nó là vô thường, nó thay đổi luôn luôn, rồi nó biến hoại, nó tạo bình khổ. À, mình thử ra bây giờ mình nên hướng về cái lạc thú ở trên cõi trời sắc giới, nó vi tế hơn, nó thâm diệu hơn, nó kéo dài lâu hơn. À, tức là đưa cái tâm người đó lên trên một bậc, không có nhắm tới cái dục giới nữa, bây giờ nhắm vào trong cái cõi trời sắc giới. À, nếu người ấy nói đã buông bỏ ý nghĩ tham luyến ngũ dục ở cõi trời dục giới và chỉ nghĩ đến lạc thú của chư thiên
ở cõi trời sắc giới thì nên tùy hỷ khen ngợi. Và nói thêm rằng, lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới cũng lại là vô thường biến hoại. Chỉ có sự an lạc của xuất ly niết bàn với sự diệt tận của các hành là thù thắng tối thượng. Nhân giả nên buông bỏ sự tham luyến lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới và nên vui với hiến niết bàn là an tịnh, là thù thắng, là tối thượng. À, tới cái lúc đó cái tâm họ buông bỏ những cái gì mà dính mắc cõi trời này rồi, chỉ hướng về cái cõi trời sắc giới thôi, thì mình nói cái đó cũng là vô thường, cũng thay đổi, chứ không có dính đâu, không có vĩnh viễn được. Bây giờ mình phải buông bỏ tất cả để nghĩ tới sự an tịnh tối thượng của niết bàn. Mình hướng về cái đó để giúp cái tâm người đó tiến tới một bậc cao hơn. À, cái đó là đi để hướng dẫn từ từ. Nếu vị thánh đệ tử ấy buông bỏ sự tham luyến vào cõi sắc giới, chỉ vui với niết bàn, thì nên tùy hỷ khen ngợi. Như vậy, này Anan đề, vị thánh đệ tử kia được nhắc nhở chỉ dạy từng bước để buông xả và đạt niết bàn, giống như tỳ khưu đã giải thoát được 100 năm đạt đến niết bàn. Phật nói kinh này xong, Nan Đề và các người họ thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra về. À, thì cái ý của cái này là chúng ta phải khuyên. Mà cái người đó phải có tự thu tập từ trước. Phải có một những cái kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm hành thiền, để biết được cái sự an lạc, nhẹ nhàng, khi mà cái tâm thật sự lắng động, giống như một cái tâm, cái hành giả mà ở trong cái cõi trời, sắc giới và vô sắc giới. Là phải được như vậy thì bây giờ được chắc như vậy. Là chúng tôi mới nói là cái điều càng quan trọng là bây giờ mình phải tập ngay từ bây giờ, tập hướng về Phật pháp tăng, những cái bài kinh quen thuộc, mình hiểu được ý nghĩa, mình thấy hoan hỷ trong cái đó, rồi mình hiểu được cái cấu tạo của sắc thọ tưởng hành thức, không xin lỗi, sắc thanh hương vị xúc pháp như thế nào, cái sáu cái cửa của mình, giác quan của mình rồi về và cái sự bám thủ của mình vào trong cái sắc thanh hương vị xúc như thế nào, phải hiểu những cái đó thì mình mới lúc cần chết thì mới có người nhắc nhở thì mình mới thấy thấm mới làm được, chứ bây giờ mình không có thực hành những cái đó thì tới gần chết mà có ai có nhắc thì cũng gì không, mà mình không có hiểu, mình không có kinh nghiệm. Cái đó là cái chuyện thực tế. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Khi một người đang trên bờ vực của cái chết, không có lý do gì tiếp tục với sự bám chấp và tham thủ, hoặc theo lý luận được trình bày trong bài kinh tương đương ở tương bộ, cho dù người ấy có bám thủ hay không, người ấy cũng sẽ chết. Vì vậy, người ấy nên buông xả mọi bám chấp. Điều này phản ánh một thái độ đúng đắn xuất hiện từ bài kinh trong chương trước về gia chủ Digavu và cha của anh ta là Chotika, cũng như các lời dạy cho trưởng giả cấp cô độc trong lúc lâm chung như đã trình bày ở chương 16 lúc trước. Ra mình thấy mình phải tập không bám thủ từ bây giờ, chứ bây giờ mình cứ bám thủ hoài mà tới chừng đó mà ai nhắc thì mình cũng không có hiểu được, không làm được. Phải có kinh nghiệm ngay từ bây giờ. Bài kinh trong chương này tiếp tục với chủ đề về những lạc thú ở cõi trời đã được giới thiệu sơ lược trong chương 15, đó là chương học tuần trước chúng ta cũng có nói, nhưng mà nãy chúng ta cũng có nhắc lại, ôn lại những cái cõi trời như thế nào. Những lạc thú này được trình bày chi tiết hơn trong phiên bản tạp A Hàm bằng cách tiến hành thông qua các cõi trời khác nhau, cũng được đề cập trong lời dạy của Ngài Sariputta cho Bà La Môn Tananchani trong chương 15, cho đến các lạc thú trong cõi trời sắc giới của các vị Phạm Thiên. Các hướng dẫn như thế cũng được đưa ra trong bài kinh ở chương này liên quan đến sự tinh tế điều chỉnh từng dần về các ý định cơ bản hướng đến hạnh phúc. Trong bối cảnh của con đường tu tập từng bước cho một vị tu sĩ, sự tinh luyện, tiệm tiến như thế bắt nguồn từ niềm hạnh phúc không tội lỗi vì có giới hạnh, tiến đến hạnh phúc của sự biết đủ, hài lòng và sự hạnh phúc của sự chế ngự các giác quan. Tức là mình phải có hạnh phúc khi mình sống một đời sống trong sạch, giữ giới, rồi mình biết đủ, mình hài lòng, mình không có đòi hỏi nhiều. Rồi mình biết chế ngự các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Từ đó, hành giả tiếp tục tu tập để trải nghiệm hạnh phúc của mức tâm định thâm sâu và cuối cùng đạt đến hạnh phúc của sự giải thoát. À, tức là phải vượt qua năm cái triền cái, nhập vào định, ít ra là sơ thiền, thì mình mới thấy được cái niềm an lạc của sự giải thoát.
Trong trường hợp hiện tại, cùng một nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho người đệ tử cư sĩ đang lâm bệnh nặng, dưới hình thức hướng dẫn hành thiền, từng bước giảm dần các bám chấp để tiến đến những loại hạnh phúc càng lúc càng tinh tế hơn. Đi từ từ. Tức là cái người đó cũng phải có cái kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm thấy được những cái hạnh phúc trong cõi dục cũng như ở cõi sắc. Trong khung cảnh của thời hiện đại, hướng dẫn hành thiền như thế cần được điều chỉnh cho những ai không quen thuộc với những cảnh giới cõi trời này, để tìm cách dẫn dắt tâm trí của bệnh nhân dần dần từ những gì thô tháo đến những gì tinh tế hơn, và cuối cùng đưa đến sự tự do hoàn toàn, thoát khỏi các bám chấp bằng bất cứ phương cách nào phù hợp nhất cho cá tính, khuynh hướng và niềm tin của bệnh nhân. Cơ bản của sự điều chỉnh như vậy là tiến hành dần dần từ bất cứ biểu hiện chấp trước nào của bệnh nhân ngay lúc ấy để gia tăng mức độ xả ly, tạo điều kiện giúp bệnh nhân có thể buông xả trong một mức độ nào đó ngay lúc ấy. Đó. Cái này thì khó hơn, bởi vì trong cái môi trường của người Tây Phương họ không quen với lại cái vũ trụ quan của người Ấn Độ. Bây giờ mình nói cõi trời sắc giới, dục giới thì họ không biết, họ không tin. Là mình phải tìm cách những cách nào đó hướng dẫn họ nói về những cõi trời trong cái văn hóa của Thiên Chúa giáo là họ biết. Để làm sao đó mình cái quan trọng là làm sao dắt cho họ để họ đừng có bám chấp vào những cái thân xác này, cũng như đừng có bám chấp vào duyến luyến vào gia đình, vợ con, tài sản của cải gì đấy. Nói cho họ thấy được cái sự thật là những cái thứ đó là không đem theo được, phải buông bỏ thôi. Cũng khó nói, thay chúng tôi nhìn những phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ có một người bạn người Úc này nọ thì có thể là nếu anh ta là một Phật tử thì có thể anh ta vẫn chưa hiểu được, chưa chấp nhận cái vũ trụ quan, nhưng mà anh ta hiểu được cái sự quyến luyến vào trong mắt tai mũi lưỡi thân, cái sự dính mắc vào trong vợ chồng con cái tài sản, thì mình có thể nhắc những cái đó để anh ta bỏ đi. Và anh ta có thể là vì làm Phật tử thì anh ta có cái niềm tin sâu xa ở Phật, ở Pháp, ở Tăng, thì mình nhắc họ về cái Tam Bảo. Chứ còn mình nói những cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì có thể không có thấm, bởi vì trong cái môi trường sinh trưởng, trong cái không khí của văn hóa Âu Châu thì có thể là ông ta không có chấp nhận được chuyện đó. Cái điều đó là cái điều mình cũng cần phải để ý. Ngay cả bây giờ ở Việt Nam cũng vậy, có những cái thế hệ mới bây giờ theo cái tư tưởng Tây Phương thì cũng chưa chắc gì các vị đã chấp nhận, nhưng mà các vị đã thấy được cái sự dính mắc vào mắt tai mũi lưỡi thân, cũng như sự dính mắc vào trong tài sản của cải vợ con này, địa vị này nọ, thì mình có thể nhắc những cái đó để cho họ bỏ đi những cái đó, bởi vì không có đem theo được. Quy trình dần dần điều chỉnh ý định hướng đến hạnh phúc trở nên đặc biệt rõ ràng trong các lời khuyên ghi lại trong bài kinh Tạp A Hàm ở trên. Theo đó, mỗi lần bệnh nhân buông bỏ những gì thô tháo và hướng đến một cái gì đó tinh tế, người chăm sóc nên tùy hỷ khen ngợi bệnh nhân ấy. Bằng cách này, bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ khuyến khích liên tục để tiếp tục tinh luyện dần dần các loại hạnh phúc, cho đến cuối cùng người ấy có thể buông xả hoàn toàn, đạt đến một mức độ rất cao của sự tự do, thoát khỏi các chấp thủ chính xác bằng cách thực hành theo phương pháp tiệm tiến này. Thì cũng là một phương pháp mô phạm, đưa họ đi từng cấp, đưa họ tới một cấp nào thì mình khen cái cấp đó, mình khen ngợi, mình hoan hỷ, mình khuyến khích, rồi mình hướng dẫn lên một cấp cao hơn. Đó là cũng là một cái tâm lý, chứ không phải là mình đợi cho họ tiến đến cái mức độ cuối cùng rồi mình mới khen. Giống như là mình, cái này thì anh các chị nào đã có con này hiểu, mình dạy đó từ từ, từng bước nó được cái bước nào thì mình khen bước đó để khuyến khích để họ tiến, để nó mà nó tiến lên một cái bước cao hơn. Bên cạnh việc cung cấp các hướng dẫn cơ bản cho việc chăm sóc giảm nhẹ của Phật giáo, bài kinh cũng nêu ra tiềm năng của thời gian tiến gần đến cái chết có thể là một cơ hội dẫn đến một mức độ giải thoát mà trước đó sẽ không thể thực hiện khi còn khỏe mạnh. Thì mình thấy rằng cũng có thể cái người chết đó, mình nhắc như vậy thì họ có thể đắc đạo được, chứ không phải nói là không tu tập được. Nhưng khi họ còn sống thì họ còn bận rộn đủ thứ chuyện, thì khi họ biết là buông bỏ là phải buông bỏ, nhưng mà họ không buông bỏ được. Mà tới chừng gần chết rồi mình nói như vậy, họ thấy không cần phải bám chấp vào cái gì hết, thì lúc đó là họ xả ly, họ buông bỏ, thì có thể giúp cho họ giải thoát, hoặc là họ tiến đến một cái mức độ, một cái cấp độ giải thoát cao hơn, bởi vì lúc đó là cái tâm họ phải buông bỏ, họ thấy là cái chuyện là phải buông bỏ chứ không có dính mắc.
Phần kết luận của cả hai phiên bản trong tạp A Hàm và Tương Ưng Bộ tuyên bố rõ ràng rằng giờ phút lâm chung có thể là một cơ hội cho một vị đệ tử cư sĩ tiến đến cùng một cấp độ giải thoát như một vị tu sĩ đã đạt đến trong nhiều năm trước. Sự tiến bộ đáng kể như thế xảy ra đơn giản là do những tác động của cái chết gần kề làm thăng hoa tâm trí của và đương đến giải thoát. À, mình thấy nó có những cái trường hợp như vậy. À, điểm này rất là hay. Bởi vì khi mình còn sống thì mình dễ vui. Mình còn nghĩ là cái cuộc đời mình có thể sống thêm 100 năm nữa. Mình từ từ, mình cũng tu mà tu từ từ, tu tà tà, không có để ý. Mặc dù mình nói là mình phải buông bỏ, nhưng mà thật sự mình không có buông, bởi vì mình tưởng rằng mình còn sống nhiều năm nữa, thôi để từ từ là tính. Mình vẫn còn dính mắc vào vợ con chồng gọi, rồi con cháu, rồi việc làm, rồi tài sản này nọ, mình nói thôi để chút chừng nào cho già rồi hãy tu, hãy bỏ. Nhưng mà tới cái lúc này mình biết rằng chỉ còn giây phút là gần kề cái chết rồi, lúc đó rồi mình mới thật sự thấy được cái tính vô thường. Mình thấy không còn cái lý do gì mình bám chấp vào những cái chuyện đó nữa. Thì lúc đó mình có thể thật sự, thật lòng buông bỏ tất cả. Đó là lúc là cái đó là có là cái, lúc đó mới là một cái cơ hội để mình thăng hoa. Đó là ý của Ngài Tỳ Khưu Anālayo. Tác động chuyển hóa mà cái chết có thể tạo ra trong tâm trí, một sự chuyển hóa mà lý tưởng nhất là phải được tu dưỡng từ trước những giây phút lâm chung. Đó là mình phải tu từ trước, nhưng mà mình phải tu từ bây giờ, mình phải tập ngay từ bây giờ. Mặc dù mình chưa buông bỏ được, nhưng mà mình tập để tạo một cái đà. Cái chừng đó mình mới buông bỏ được, chứ không phải mà không có tu tập là chừng đó bỏ cái rẹt được. Anh Dũng có hiểu được cái chỗ này, cái tâm lý này rất là hay. Rất là, mặc dù mình biết rằng, thành ra mình phải tập từ bây giờ, mình phải có thực tế, có một cái đầu óc thực tế. Mình chưa đạt tới đâu, nhưng mình tập thành ra một cái đà trước, thành một cái kinh nghiệm trước. Cái chừng đó mình mới buông mới được. Chứ còn bây giờ mình không tập là tới giờ đó mình không có buông được. Mình phải tập ngay từ bây giờ. Mặc dù có thể thất bại nhiều lần, buông xong là bám lại, buông rồi bám lại, buông là bám. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Nói thì dễ, nhưng mà làm khó. Nhưng mình biết mình buông. Mình tập từng giây, từng phút. Mình tập trong cái phút đó là mỗi lần mình tập như vậy là nó tạo thêm một cái đà cho mình. Đã được ông Reynolds viết ra như sau. Cái chết tiếp tục hoạt động như một giới hạn để đặt câu hỏi về giá trị của tất cả những sự thỏa mãn và lạc thú có thể đạt được trong sự hiện hữu này của thế gian. Cho những ai thực sự thông hiểu, những hệ lụy đau đớn của cái chết tiếp tục tái phát trong quá trình liên tục về sống. Chết, tái sinh và tái tử, phản ứng thích hợp duy nhất rõ ràng là phản ứng của chính Đức Phật và các vị thánh đi theo bước chân của Ngài. Đối với các bậc thánh nhân ấy, mọi hiện tượng thực tế đều có tính vô thường, quỷ diệt, đầy đau khổ. Kết quả là lòng ham muốn được dập tắt và do đó đạt được niết bàn, bất tử giải thoát khỏi sự chi phối của cái chết. Mình thử ra, mình nghĩ về cái chết không phải là một cái điều bi quan hay điều buồn rầu gì hết. Nhưng mà mình thấy rõ ràng như vậy, ai cũng tiến lên cái đó. Để mình giúp cho mình có một cái nhìn ngay thực tế, ngay từ bây giờ là bớt những cái sự bám thủ, những cái sự dính mắc. Ngay từ bây giờ, những người được giải thoát khỏi sự chi phối của cái chết theo phương cách này, tất nhiên rồi cũng phải qua đời. Nhưng phương cách họ làm được như vậy trở thành một biểu hiện của sự tự do trong nội tâm của họ, của một tinh thần, trạng thái tinh thần ổn cố, không lai chuyển của họ, ngay cả khi cơ thể bị đau yếu và sắp gục ngã. Tức là cái người đó rồi cũng chết, nhưng mà họ chết trong một cái sự thoải mái. Họ không bám chấp, bởi vì họ biết là không bám chấp cũng không được gì hết. Là họ thanh thản mà ra đi. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đó là điều lý tưởng mình cần phải đạt đến, phải nhắm đến. Một yếu tố có tầm quan trọng chính yếu để đạt được sự giải thoát như thế là chánh niệm, sẽ được trình bày trong bài kinh được trích dẫn ở chương tiếp theo. Tức là trong chương tiếp đó, thì Ngài sẽ nói về chánh niệm. Đó là một yếu tố nó quan trọng gây lắm để giúp cho mình thấy được. Thấy được cái cơ thể mình như thế nào, dần dần suy kiệt từ từ, nhưng cái tâm mình vẫn tỉnh táo. Cái điều đó là rất là quan trọng mà cần phải có. Theo phương cách này, ngoài việc được dùng để đối diện với nỗi đau thể xác hoặc nỗi đau tinh thần, lúc sầu khổ, và ngoài việc tăng thêm phẩm chất cần thiết để quan sát, ghi nhận khi chăm sóc người bị bệnh nan y,
Chánh niệm còn có thể hỗ trợ người bệnh ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống. Mình nếu mình đi tới chăm sóc người bệnh, mình cũng phải có chánh niệm để mình quan sát, mình biết được cái tình trạng hay là cái đầu óc của cái người bệnh đã tới cái mức độ nào để mình có những lời khuyên thích ứng. Nhưng mà nó cũng giúp ngay cả chính mình khi mà mình gần chết, nó cũng giúp cho mình để mình thăng hoa được, mình chết một cách thanh thản, một cách an lành. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì có lẽ đi hơi lố đề tài, hơi lố thì giờ khoảng 5 phút, cũng mong quý chư tổng đức tăng đi và quý vị quan hệ thông cảm cho. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân sư Trí Đức và quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị trong ban điều hành và các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh theo dõi bài nói chuyện của chúng tôi trong suốt 90 phút vừa qua. Trong thời gian trình bày, nếu có chi sơ sót thì cũng mong quý vị quan hệ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc quý vị được mọi điều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.